Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn giống như sức nặng của ngọn núi đè lên trái tim của nhân đạo cho dù sau này có kiếm tiền lữ thuần dương đến để nâng cao nhuệ khí sợ rằng cũng khó lòng mà xóa sạch bóng đen tâm lý trong lòng họ đây đúng là thông minh quá tất bị thông minh hại tự ném đá vào chân mình muốn ma đạo hợp tác ta có thể đồng ý nhưng mà tạ lưu vân có phải ngươi còn nợ ta một lời giải thích không tôi nhìn tạ lưu vân nói lời giải thích gì cơ việc lữ thuần dương sỉ nhục ta ngươi tính thế nào không có lửa làm sao có khói cần gì phải tính toán chi ly như vậy. Ta bảo đảm với các ngươi, sau khi ma đạo vào quy khư, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào đến làm khó các ngươi nữa. Sau đó, ba phe thống nhất cách xuất binh, cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định, hai đạo nhân tiên mỗi bên điều thêm 20 vạn đệ tử tinh nhuệ cùng với những cao thủ hàng đầu của ba phe tiến vào quy khư. Trước đó hai đạo nhân tiên đã dựng trại đóng quân trước lối vào của quỷ khư, mỗi bên đã bố trí 10 vạn binh lực ở đó, lần này lại điều thêm 20 vạn quân, Tương đương với việc dồn toàn bộ lực lượng chính vào bên trong, đánh một trận cuối cùng. Nếu không thu hoạch được gì, chuyến đi đến quy khư lần này coi như kết thúc tại đây. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Tạ Lưu Vân quay về trận doanh của Nhân Đạo, điều động đại quân chuẩn bị xuất phát. Còn bảy người Ma đạo chúng tôi bị Mộ Dung Nguyên Duệ giữ lại, đợi chốc nữa tiến vào mắt biển cùng cô ấy. Chương 481, mối nhân duyên ấy một Mộ Dung Nguyên Duệ có ý bày tỏ lòng tốt với Ma đạo lần đi tới quy khư này ma đạo cũng sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ hơn nữa những cao thủ của ma đạo đều có sức mạnh vô cùng xuất chúng đây là một ít binh khí và hộ giáp mà tiên đạo đã chuẩn bị cho ma đạo người theo ta đến đây mộ dung nguyên duệ nói đa tả tôi đáp diện tích của long quy rất lớn lúc đó chúng tôi đi theo mộ dung nguyên duệ đến khu vực chuẩn bị chiến đấu nền tảng của ma đạo khá mỏng yếu từ sau khi khương tuyết dương mất đi thủy họa đến khải giáp cũng không còn áo giáp hắc kim cũng vỡ tan Sát tướng của Ma đạo có thể không mang khải giáp, nhưng thùy họa bắt buộc phải mang. Hơn nữa còn phải là khải giáp chắc chắn nhất, bởi vì cô ấy là Ma đạo phá quân, nhờ cô ấy Ma đạo mới có thể chống lại được đòn sát khí quân uy của địch. Mộ Dung Nguyên dễ dẫn chúng tôi vào trại áo giáp, bảo chúng tôi chọn ra bộ giáp hộ thân phù hợp với mình. Vừa mới vào, chúng tôi đã choáng ngợp trước gia tài đồ sộ phong phú của Tiên đạo. Trong trại, khải giáp và chiến bào được treo lên trên giá, mỗi một bộ đều lấp lánh rực rỡ trói loa đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, đủ các thể loại kiểu dáng. Giáp Nguyễn Vị, Giáp Thanh Vũ, Giáp Cổ Ngữ, Giáp khắc Diệu Thạch, Pháp Y Chiến đấu có nghề thường Pháp Bào, Ngũ Hành Pháp Bào, Giáp Ngọc Phượng Nguyên Trúc, Bảo Giáp Long Lân, Áo Giáp Băng Phách Hàn Thiết. Những vị tướng quân của ma đạo nhìn thấy mà hai mắt tỏa sáng, bởi một ma đạo không còn lại gì đâu có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc tùy họa phong thần, bộ giáp hắc kim của cô ấy đã hao tốn một nửa tài nguyên của ma đạo, hơn nữa còn phải nhờ sự giúp đỡ của khoa linh dị mới có thể hoàn thành giáp hộ thân của tiên đạo hoành tráng rực rỡ như vậy xét về vẻ ngoài và tính thực dụng quả là khiến người ta quyến luyến không dứt sát khí ở quy khư rất ghê gớm mỗi một bước đều ẩn chứa sát cơ dù thân thể đã hóa thánh cũng khó mà chống cự được mọi người không cần khách khí xem như đây là một chút lòng thành của tiên đạo giao trì cung chủ nói được vậy xin cảm ơn Thùy Họa nói xong cũng chẳng hề khách khí mà đi thẳng tới bộ trọng giáp băng phách hàn thiết, đây là bộ giáp mà cô ấy vừa nhìn đã thích. Có thể thấy được tiên đạo rất coi trọng bộ giáp này, nó được đặt một mình ở vị trí trung tâm của trại, khí lạnh tràn ngập trong phòng chính là từ nó mà ra. Hàn thiết của bộ giáp này đều được lấy từ côn lôn, băng phách được lấy từ hang băng vĩnh cửu trên thiên sơn. Hàn thiết đen như mực và băng phách trắng tinh tỏa ra ánh hàn quang nhàn nhạt phản chiếu vào nhau, vai trái nhai tí, vai phải là bách tà, tạo hình tuy lạnh lùng nhưng không hề khoa trương. Nhai tí phụ trách chiến tranh giết chóc, bách tà có thể khiến oan hồn tà ma khiếp sợ, hình tượng hai con rồng lớn này thường được khắc trên vai khải giáp của tướng chỉ huy. Kính hộ tâm của trọng giáp băng phách hàn thiết là gương chiếu yêu của Phục Hy, có thể chiếu ra ảo ảnh của yêu ma quỷ quái. Chưa bàn đến sự quý giá của hàn thiết từ côn lôn và băng phách của Thiên Sơn, chỉ riêng tấm gương chiếu yêu của Phục Hy này thôi cũng được coi là bảo vật của đạo môn rồi, chỉ cần có được một phần sức mạnh của chính phẩm là thần uy đã tăng lên không ít. Nguyên bản gương chiếu yêu của Phục Hy sớm đã thất lạc từ thời hồng hoang, vậy nên tấm gương này chắc chắn không thể là đồ thật. Điều hiếm có là bộ trọng khải này còn là một bộ hoàn chỉnh, bao gồm một chiếc thúc phát quan từ băng phách và một đôi huyền thiết ngự phong chiến hoa. Thùy Hỏa vừa nhìn đã không thể rời mắt, ngón tay trắng như tuyết của cô ấy vuốt ve phủ văn trên bộ trọng giáp băng phách hàn thiết, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn mộ dung nguyên duệ nói ta chọn cái này. Được, mộ dung nguyên duệ bình thản đáp, nhận được sự đồng ý của mộ dung nguyên duệ, Thùy Họa phất tay áo trực tiếp cầm lấy bộ trọng giáp băng phách hàn thiết rồi đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, Thùy Họa đi ra ngoài với một bộ vũ trang đầy đủ. Khuôn mặt tử thần kết hợp với bộ trọng giáp băng phách hàn thiết càng tôn lên thần uy vô hạn, ngọn lửa màu xanh trong mắt không ngừng lấp lánh. Anh dũng vô song, tỏa ra sát cơ nặng nề như núi. Tựa như một nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, hay nói cách khác, bản thân cô ấy vốn đã trở thành một truyền thuyết. Thùy Họa lấy trọng giáp băng phách hàn thiết, A Lê chọn giáp thanh vũ còn kiêm hà chọn cho mình một bộ pháp y chiến đấu màu đen huyền bạch phô nhai và lâm thanh thủy lại chọn bộ giáp nguyễn vị bình thường đến không thể bình thường hơn chỉ bởi vì hai bộ giáp hộ thân này có kiểu dáng giống nhau đệ tử ma đạo đều có tình có nghĩa hiếm khi hai vị đại sát thần đều yêu nhau như vậy ngạo phong không chọn giáp cậu ấy vốn không cần đến nó bởi vì chẳng có thứ gì kiên cố hơn cơ thể của tổ long ngươi không chọn ư mộ dung nguyên duệ nhìn tôi hỏi không cần tôi đáp vì sao mộ dung tò mò hỏi cô ấy quả thực rất hiếu kỳ đạo bào trên người tôi đã rất cũ rồi một số chỗ thậm chí còn bị bung chỉ nữa tôi không muốn đổi nó vì đây là chiếc đạo bào do chính tay khương tuyết dương may cho tôi mặc chiếc đạo bào này trên người khiến tôi cảm giác cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh bước ra khỏi trại khải giáp mộ dung nguyên duệ đưa chúng tôi đến xem vũ khí kho dự trữ vũ khí của tiên đạo cũng rất hào nhoáng và xa xỉ điều này khiến người làm đạo tổ như tôi nhìn mà hổ thẹn Tuy đệ tử ma đạo đều là những người dũng cảm không sợ chết, nhưng ma đạo đến một món trang bị đàng hoàng cũng không có. chương 482, mối nhân duyên ấy, 2. Thùy Hỏa không có yêu cầu gì với vũ khí, vốn dĩ đao chấn yêu sau khi được hồn năng tôi luyện đã rất thần kỳ rồi. Cho dù có lật tung đạo môn cũng khó mà tìm được một cây đao thích hợp với cô ấy hơn hồn chi bi thương. Tương tự với cây cung của A Lê, thượng cổ cốt cung đã hao tổn hết tâm huyết cả đời của Phùng Mông. Nhưng bình thường A Lê ra ngoài đem theo khá ít mũi tên, nên cuối cùng đã chọn mấy cây tiên vũ khinh linh tiễn bỏ vào ống tên hư không sau lưng. Ống tên của ngươi có thể chứa bao nhiêu mũi tên? Mộ Dung Nguyên Duệ tò mò hỏi. Ống tên này là sư phụ tế luyện cho tôi, nó có thể chứa tới 800 mũi tên. Quy khư vô cùng nguy hiểm, lần này đi không biết khi nào mới trở về được, từng này mũi tên e là không đủ dùng. Ta tặng ngươi thêm một ống tên dự phòng nữa, ngươi lấy hết chỗ tiên vũ khinh linh tiễn này đi. Nói xong, mộ dung nguyên duệ cho gọi ngọc nữ, đem đến một ống tên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ống tên bách chiến động hư này là của huyền nữ chiến thần năm đó dùng lúc còn là thống lĩnh, có thể đựng được, được 5 vạn mũi tên, thật là hời cho ngươi quá rồi. Ngọc nữ đưa ống tên cho A Lê với vẻ mặt không tình nguyện. Cửu thiên huyền nữ được mệnh danh là chiến thần, thông thạo 18 loại binh khí dẫn binh đánh trận, kỹ năng bắn cung cũng là có một không hai trong thiên hạ. Nhưng kể từ sau khi trở thành chiến thần chi đạo, bà ấy chỉ dùng pháp kiếm, không còn động tới những binh khí này nữa. Chiến thần chi đạo là căn nguyên để điều khiển tiên thiên ngũ hành, chỉ có pháp kiếm mới có thể tự do kiểm soát nó. A Lê vô cùng thích thú, cầm lấy ống tên bách chiến động hư và bắt đầu bỏ tên vào, cho đến khi ống tên đựng đầy năm vạn mũi tên cô bé mới nhớ ra phải cảm ơn mộ dung nguyên duệ. Cảm ơn mộ dung tiên tử, A Lê cúi người nói, không cần cảm ơn ta, chỉ mong ngày nào đó khi ngươi dùng tên này giết đệ tử của tiên đạo ta, có thể niệm chúc tình nghĩa là được rồi. Mộ dung nguyên duệ nói, A Lê nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi đem ống tên bách chiến động hư trả lại cho Ngọc Nữ. Sao vậy? Ngọc Nữ hỏi, chúng ta không phải là người cùng chí hướng, nếu có một ngày tiên đạo và ma đạo phải đối đầu với nhau, A Lê tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. A Lê nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, A Lê, cứ nhận lấy đi, đừng phụ lòng tốt của mộ dung nguyên duệ. Thùy Họa nói, nhưng mà, không cần nghĩ nhiều như vậy, những thứ này đều là chuẩn bị để đến quy khư. Nếu ngày khác phải đối đầu với tiên đạo, chúng ta sẽ không dùng một món binh khí nào của họ. Thùy Họa nói, được, A à, Lê đáp, nếu như ngày đó đến, đệ tử ma đạo đương nhiên sẽ không dùng những vật dụng mà tiên đạo đã tặng. Nhưng hiện tại thì không hề gì, quy khư bốn bề nguy hiểm, sống chết khó lường, chuẩn bị đầy đủ vẫn tốt hơn. Sau đó, Lâm Thanh Thủy chọn cho mình hai thanh kiếm đạo sát kiếm, gọi là sát thần, kiếm của ông ấy bị mòn nhanh nhất. Cây kiếm đang cầm trong tay là binh khí được chế tạo ở thành chết đoan, sau khi kết thúc cuộc chiến âm sơn, nó đã bị hư hỏng nặng nề, đây vừa hay là cơ hội để thay cái mới. Giống với thanh khâu hồ tộc, bạch vô nhai cũng không cần đổi binh khí mới, vì loan đao của cô ấy do nội đan hóa thành. Tiên đạo đương nhiên sẽ không thể nào tặng thần binh trí bảo cho chúng tôi, những binh khí khác thì lại không vừa mắt bạch vô nhai. Hắc kiếm của kiêm hà cũng không đổi, đây là thanh kiếm do Khương Tuyết Dương làm riêng cho cô ấy, hơn nữa mà kiếm thiên về tấn công bằng hình kiếm khí, không cần thiết đánh cận chiến. Ngạo Phong không cần binh khí nên cũng không chọn. Về phần tôi, vấn thiên kiếm vốn là vật trí bảo của Côn Lôn, tự nhiên cũng không cần thay mới. Sau khi lựa chọn xong vũ khí và trang bị, đại quân tiên đạo cũng đã sẵn sàng tiến vào quy khư. Dưới sự chỉ huy của tạ Lưu Vân, 20 vạn đại quân của nhân đạo đã dẫn đầu đi vào quy khư, chỉ còn chờ mỗi tiên đạo và ma đạo. Sau đó, Thùy Hòa cũng đi vào cùng với các cao thủ và đại quân của tiên đạo, cuối cùng chỉ còn lại tôi và mộ dung nguyên duệ ở lại trên mắt biển. Cô ấy giữ tôi lại vì có chuyện muốn nói, và tôi cũng vậy. Chúng tôi đều có chung một linh cảm, quy khư sẽ là điểm kết thúc của thời đại mạt Pháp. Sau khi chúng tôi ra khỏi quy khư, thời đại mạt Pháp cũng sẽ chấm dứt. Mộ dung nguyên duệ và tôi đều chỉ cách vị trí thiên tôn một khoảng rất nhỏ nữa thôi. Còn nhớ hồi ở bồng lai tiên đảo, cô ấy từng nói rằng ngày cởi chiếc mặt nạ này xuống sẽ đích thân kết liễu tôi, bây giờ e rằng không cần chờ đến lúc ra khỏi quy khư cô ấy đã có thể cởi mặt nạ xuống rồi. Vì tôi mà khuôn mặt phía dưới chiếc mặt nạ đã bị thương tích nghiêm trọng, tôi thật lòng hy vọng cô ấy có thể sớm khôi phục lại dáng vẻ cô xạ tiên tử năm xưa. Lặng nhìn nhau một hồi, tôi lên tiếng trước cảm ơn cô đã cứu tôi. Không cần cảm ơn, Lữ Thuần Dương giết ngươi sẽ ảnh hưởng đến chiến thần chi đạo của ta, cứu ngươi cũng chỉ là vì bản thân ta mà thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ đáp, sau khi ra khỏi quy khư, ta sẽ không ràng buộc đạo tâm của cô nữa. Tôi nói, từ ngày đi cùng ngươi đến đá tam sinh ở âm ti, ta luôn tự hỏi vì sao trên đá tam sinh lại có đường nhân duyên của chúng ta. Đến sau này cuối cùng ta cũng hiểu ra vì sao rồi. Vì sao, đường nhân duyên đó trên đá tam sinh vốn không phải là ý trời, mà là do có người cố ý khắc lên, nếu không hai người chúng ta đến cơ hội gặp nhau thôi cũng không có. Vậy ai là người khắc lên đó? Chính là chủ nhân của lục đạo luân hồi kiếm cửu u nữ đế, chỉ có bà ấy mới đủ khả năng can thiệp vào nhân duyên luân hồi mà thôi. Vì sao bà ta phải làm vậy? Bởi vì ngươi là ma đạo tổ sư, mà ta cũng sắp trở thành tổ sư mới của tiên đạo. chương 483, Mộ Dung Ôn Nhu 1 Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ma đạo muốn tái xuất tất nhiên cần phải lấy hàn hoang làm nền móng vững chắc, trận chiến với giã tiên là kiếp số không thể tránh khỏi. Giã tiên là chư hầu lệ thuộc vào tiên đạo, nữ oa chẳng qua chỉ là kẻ ngáng chân phá dối mà thôi. Khi ma đạo công phá giã tiên, tiên đạo đã có lý do chính đáng để xuất binh rồi, mà vào thời điểm đó nhân đạo cũng không thể đoạn tuyệt với tiên đạo vì ma đạo được. Còn về nguyên nhân nữ đế muốn bảo vệ ma đạo là chuyện rõ như ban ngày rồi. Có lẽ vì niềm tình xưa với ma đạo tổ sư, cũng có lẽ sự tồn tại của ma đạo càng phù hợp với lợi ích của âm thi. Cửu u nữ đế nhập thế luân hồi xảy ra việc khắc sợi nhân duyên, tôi còn lớn hơn uy nhu vài tuổi, sợ rằng ngay trước khi cô ấy được sinh ra, cửu u nữ đế đã sớm an bài ổn thỏa hết mọi chuyện. Nếu như không phải vì lưu luyến ngươi tiên đạo tuyệt đối sẽ không từ chối lời thỉnh cầu cứu viện của ngạo hàn. Đại kiếp nhân gian tuy rằng cần ma đạo nhập thế, nhưng cũng không nhất định bắt buộc phải có ma đạo mới thành công. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, nói như vậy, lúc đầu cô không phát binh đánh trận đều bởi vì tôi sao? Tôi hỏi, ngươi nói xem, mộ Dung Nguyên Duệ dùng ánh mắt cháy bỏng âu yếm nhìn tôi. Tôi rơi vào trầm tư, tôi chưa từng nghĩ đến nguyên nhân thật sự khiến tiên đạo không xuất binh lại vì tư tình nam nữ của mộ Dung Nguyên Duệ. Chẳng qua ắt hẳn cô ấy cũng thở vào nhẹ nhõm nhờ sự lựa chọn chính xác của mình, bởi vì nếu như hôm nay ma đạo đã tận diệt, thì chỉ dựa vào tiên đạo chắc chắn sẽ không đánh thắng nhân đạo. Tiên đạo chỉ mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài mà thôi, nhân đạo mới thực sự là con sói đội lốt cừu. Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư. Đây là khúc thiềm cung, xuân tình, ta trước giờ chưa từng biết cái gì gọi là tương tư, nhưng khi vừa nếm trải cảm giác nhớ mong một người, đã chịu đựng sự dày vò của nó rồi nếu như không nhờ ngươi đưa ta đến xem đá tam sinh chỉ e là sợi nhân duyên này xém chút đã hủy hoại đại đạo của ta mộ dung nguyên duệ u sầu nói ta không hề biết tình cảm cô dành cho ta lại sâu đậm đến vậy tôi nói ha ha ngươi tất nhiên không biết rồi trong lòng ngươi ngoài lâm thùy hỏa ra làm gì có chỗ cho người khác bước vào nếu như ta đoán không lầm đá tam sinh chắc chắn cũng có sợi nhân duyên của ngươi và cô ta chẳng qua cái của ngươi và cô ta là thật còn của ta và ngươi chỉ là đồ giả nhìn thấy nụ cười thê lương của cô ấy tôi nói dù là thật hay giả thì sau khi quy khư kết thúc giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nhân duyên gì nữa đâu không sai đạo bất đồng bất tương vi mưu có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ bắt tay đối phó với nhân đạo chẳng qua đến cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau trên chiến trường quyết một trận sinh tử tôi và mộ dung nguyên duệ đều không phải là kẻ vô tình nhưng đáng tiếc vận mệnh đối xử với chúng tôi quá tàn nhẫn kết thúc phán cờ này tam đạo chỉ có một đạo duy nhất còn tồn tại tôi là ma đạo tổ sư cô ấy là tiên đạo tổ sư tương lai cuộc đời của chúng tôi đã được số phận định sẵn phải tồn vong cùng cơ nghiệp xây dựng đạo môn nói đến đây giữa tôi và mộ dung nguyên duệ cũng xem như không còn gì để nói nữa sau đó hai chúng tôi cùng nhau nhảy xuống mắt biển quy khư mắt biển thâm sâu mới đầu cũng có chút ánh sáng rồi dần dần chìm xuống bóng đêm vô tận tốc độ rơi xuống vực lại cực kỳ chậm bởi vì có khí thức quý thủy cuồn cuộn dữ dội đang từ trong mắt biển u tối phun trào lên trên Quy Khư trước giờ không ngừng thôn phệ nước biển, nhưng lại liều mình phun ra khí tức quý thủy thông qua mắt biển. Cái gọi Thái nhất sinh thủy, thủy sinh vạn vật, Quy Khư chính đang trong giai đoạn hít vào thở ra, làm đảo loạn âm dương, khiến thiên đạo bị kéo vào tai ương thảm khốc. Đây chính là hình thái đặc biệt của Quy Khư khi xuất thế, nếu như Quy Khư không xuất thế, mắt biển ở đây tuyệt đối không ai có thể nhảy vào được, cho dù là có mang đạo thể thiên tôn thì xui xẻo rơi xuống đó cũng đừng mơ quay trở lại nhân gian. Dưới sức nổi của khí tức quý thủy cả người như lông vũ nhẹ nhàng từ từ rơi xuống. Trong bóng tối sâu thẳm cũng không rõ phải rơi bao lâu, dường như vĩnh viễn không thể đến điểm dừng. Mộ Dung Nguyên Duệ ở ngay bên cạnh tôi, nhắm mắt trầm tư nên tôi cũng không rõ cô ấy đang suy nghĩ gì. Xung quanh chúng tôi là biển xoáy đáng sợ, âm thanh nước biển gào thét lấn át mọi thứ. Trong bóng tối, tôi nhìn sang mặt nạ bằng đồng trên mặt cô ấy, đột nhiên nhớ cái đêm mà cô ấy tặng kiếm vấn thiên cho tôi, nhớ lại ngọc thụ kiều diễm trên tiên đài côn lôn. Nhớ lại từ khúc mà cô ấy đã gảy lúc trước, Nguyệt Lãnh Thiên Sơn, Hàn Giang Tự Bích, chính ảnh hướng thủy khứ. Núi băng cao vạn trượng, hoa sen tuyết rơi lả tả, tựa như mưa sao lấp lánh trên bầu trời. Thời khắc này giữa tôi và cô ấy vẫn còn tình cảm, sau khi vào quy khư liền sẽ biến thành người xa lạ. Nhớ đến điều này, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một tình cảm giạt rào không thể khống chế được, bèn vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô ấy. Mộ dung nguyên duệ nhất thời mất cảnh giác, không khỏi hít một hơi sâu, nhưng cô ấy cũng không kháng cự, ngược lại còn chủ động đáp lại cái ôm của tôi. Tạ Lan, ôm chặt lấy ta, hơi thở mộ dung nguyên rợi nghẹn ngào thì thầm bên tai tôi. Ừ, tôi càng ôm cô ấy mãnh liệt hơn, cô ấy cũng ôm tôi như thế, trong lòng quyến luyến bịn dịn không nỡ buông tay. Trước khi chứng thiên tôn thì chiếc mặt nạ đồng của cô ấy tuyệt đối sẽ không gỡ xuống, và chiếc mặt nạ này chính là giới hạn giữa chúng tôi. Cho dù chỉ có thể ôm nhau, nhưng tình cảm sâu nặng vẫn nồng nàn khiến đầu óc người ta mê muội chương 484, Mộ Dung Ôn Nhu 2. Mộ Dung Nguyên Duệ nói cô ấy sẽ đảm đương trách nhiệm tiên đạo tổ sư đời tiếp theo, nghe thấy thế tôi giật mình sửng sốt, rồi lại bình tĩnh nghĩ, sợ rằng đây là chuyện sớm nằm trong mưu tính từ trước cả rồi. Nếu không cô ấy cũng sẽ không thuận lợi niết bàn trở thành đệ tử tiên đạo côn lôn như thế, và căn bản không thể có mối nhân duyên kết nối với tôi. Thời đại mạt Pháp trôi qua 3.000 năm nhưng tiên đạo vẫn luôn đi theo lối cũ, di sản lớn nhất chính là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ, Tại thiên đình Thái tử Hạo Thiên chỉ là một thiên tôn bình thường, những người con trai khác của Ngọc Hoàng cũng không hề có tài cáng đặc biệt xuất chúng. Họ không thể tranh đoạt thần vị Bắc cực tử vi đại đế, mỗi tứ ngự đều có chức vụ riêng, cửu thiên đáng tổ sư tuy rằng sở hữu chiến lực vô cùng lợi hại, nhưng vì vướng phải trách nhiệm cai quản pháp bộ nên không thể điều động được, mà ông ấy đã quá giả rồi, thọ nguyên gần như đạt đến cực hạn. Còn về đám thiên tôn pháp thuật cao cường cố hữu của thiên đạo, kẻ nào có thể kiên trì giữ vững sức mạnh mà không suy giảm theo thời gian chứ? chỉ có thiên đạo mãi trường tồn nhưng mà thiên tôn không có cách nào thoát khỏi sự giới hạn của thảo nguyên vốn đã được định sẵn mặt khác trong vô thức nhân đạo sớm đã hoàn thành công việc chuyển giao đổi mới quyền lực người chủ trì hiện giờ trong hàm cốc quan do thiên sư trương đạo lăng đảm nhiệm người tiếp quản nhân gian là tạ lưu vân chiến lược đỉnh cao là lữ thuần dương ba vị này đều là nguồn gió mới trẻ trung và mạnh mẽ của đạo môn sau thời đại mạt pháp đạo đức thiên tôn suy tính kỹ lưỡng mọi chuyện từ 3.000 năm trước ông ấy sớm đã sắp xếp chu toàn cho nhân đạo gieo những hạt giống trẻ hóa tại nhân gian. Bây giờ những hạt giống này đã bén rễ và nảy mầm, phát triển thành cây đại thụ cao chót vót. Nếu cứ như vậy, tiền đạo muốn xoay chuyển tình thế, chỉ còn cách để chiến thần cửu thiên huyền nữ niết bàn dù bà ấy đang hứng chịu một thân sát nghiệp nặng nề. Đáng tiếc chiêu bài này tuy rằng cao minh, nhưng đã bị cửu u nữ đế khám phá ra huyền cơ, đại đạo của bà ấy là lục đạo luân hồi, việc mộ dung trùng sinh căn bản không thể giấu được đôi mắt bà ấy. Vì thế, bà ấy bèn cưỡng chế khắc một sợi dây nhân duyên trên đá tam sinh đem vận mệnh của tôi và mộ dung nguyên rợi gắn kết với nhau ta vẫn nghĩ không thông tại sao cửu u nữ đế phải làm như vậy nhân duyên chỉ có tác dụng với người dưới cấp thiên tôn một khi chúng ta thành công tiến vào cảnh giới thiên tôn sẽ trực tiếp thoát khỏi nhân duyên luân hồi cơ mà tôi hỏi mới đầu ta cũng không hiểu phải đến khi trải qua việc của lữ thuần dương ta mới đột nhiên thông suốt mọi chuyện cô nghĩ ra được điều gì muốn bảo vệ ma đạo trong thời đại mặt pháp nếu như ta và ngươi không có đoạn nhân quả này, thì ngay khi cuộc chiến giã tiên xảy ra, thiên đạo đã có lý do xuất binh tiêu diệt ma đạo rồi. Tạ Lan, nếu như không phải ta biết rõ bản thân đã định phải trở thành tiên đạo tổ sư, ta thật sự muốn sinh con nối dõi cho chàng. Giọng nói mộ dung nguyên duệ du dương tựa như một giấc mơ ngọt ngào. Lời của cô ấy khiến tôi nhớ lại một màn hoang đường trên đá tam sinh, vậy mà cửu u nữ đế cũng nghĩ ra được. Trên đá tam sinh, mộ dung nguyên duệ đã khôi phục dung mạo khi làm cô giả tiên nữ, đang nuôi dạy hai đứa con trai và con gái đáng yêu nhỏ nhắn, và đó đều là con tôi. Đáng tiếc khung cảnh ấm áp này đã định sẵn không thể nào trở thành sự thật, thậm chí tôi không biết mình có nên hận cửu u nữ đế hay không. Nếu không nhờ bà ấy, thì tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ không đau khổ vì phải chia xa, cũng không có duyên phận gặp gỡ cô ấy. Tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ lặng lẽ ôm nhau trong xoáy nước dữ dội của mắt biển, giống như chuẩn bị sinh ly tử biệt. Từ xưa ly biệt chính là thử thách tình cảm, có những người khi ở cạnh nhau thì sẽ không nhận ra tình yêu, nhưng một khi chia xa lại hiểu được tâm tư của chính mình. Giữa tôi và mộ dung nguyên duệ mỗi người đều có quyết tâm ly biệt tại đây, vì thế mới dùng hết sức ôm lấy nhau như thế. Thật ra, muốn kết thúc phán cờ này vốn không nhất định muốn tam đạo giao tranh khốc liệt và chiến thắng cuối cùng chỉ dành cho một đạo duy nhất còn tồn tại. Đáng tiếc điều này ngay từ ban đầu ma đạo tổ sư không hề nghĩ đến, nên tôi càng không thể tưởng tượng được. May mắn thay trong tương lai lúc tôi tìm thấy một biện pháp khác có thể giải quyết thế cờ bế tắc này, khi ấy vẫn chưa quá muộn. Không biết đã rơi bao lâu, bên dưới chuyển đến một tia sáng chói. Ánh sáng bên dưới chính là pháp trận dịch chuyển mà long tộc để lại, có thể trực tiếp thông đến thế giới quy khư. Mộ Dung Nguyên Duệ nói thế, vì long tộc ở Đông Hải chưa từng từ bỏ cơ hội do thám quy khư, từ lâu trước cả khi quy khư xuất thế thì long tộc đã thám thính được vị trí của vùng đất này rồi. Chỉ là một khi đã tiến vào mắt biển, liền không còn cách nào trở lại thế giới bên ngoài vì thế nên những chuyện liên quan đến quy khư mới không có ai biết được mới đầu ma đạo tổ sư đã từng vào quy khư còn từ bên trong mang ra đảo kim ngao tại sao ông ấy lại làm được điều tuyệt vời ấy chứ tôi hỏi ma đạo tổ sư thủ đoạn thông thiên người khác làm sao có thể so sánh với ông ấy mộ dung nguyên duệ nói đáng tiếc thủ đoạn của ma đạo tổ sư chỉ dừng lại ở mức thông thiên nhưng không thể thắng trời xanh Cuối cùng ông ấy vẫn không thể thoát khỏi âm mưu của cháo trở và thâm hiểm của thiên đạo, hóa thành mây khói rồi đồng quy cùng thiên địa. Sau khi rơi xuống đất, tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đều tự chỉnh lý lại quần áo, rồi lần lượt bước vào pháp trận dịch chuyển mà Long tộc để lại. Chương 485, tái kiến đạo tổ 1. Pháp trận dịch chuyển tương tự như một loại lỗ hồng không gian, sở hữu khả năng xuyên việt thời không. Khi tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đi ra khỏi pháp trận dịch chuyển do Long tộc để lại thì đã xuất hiện ở thế giới Quy Khư rồi khí tức bao la hùng vĩ từ nơi xa xăm thổi qua người chúng tôi, mức độ linh khí nồng đậm vượt xa thế giới bên ngoài kia gấp mười mấy lần. Tôi quay đầu lại, sau lưng là một giới môn dịch chuyển một chiều đến hư không cao gần trăm trượng, có thể từ quy khư quay ngược trở lại mắt biển. Dưới chân tôi là một tòa quảng trường đại điển cao ngàn trượng, bề mặt quảng trường thoáng đáng, đủ rộng để chứa đội quân 60 vạn hùng hậu từ hai đạo tiên nhân. Thời khắc này nhân đạo đang dựng trải ở quảng trường phía Tây, tiên đạo tập trung tại quảng trường phía Đông, nhóm thùy họa đang đứng chờ tôi ở dưới môn hư không dê ra chậm chạp lâu đến vậy có phải nên giải thích một chút cho ta không thùy họa lạnh lùng nhìn mộ dung nguyên duệ nói cô ấy nghe lời này chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cũng không trả lời bước dọc theo bậc thang ngọc thạch tiến vào trung tâm quảng trường rồi sau đó tôi và thùy họa cũng đi theo mộ dung nguyên duệ đi đến bên ngoài trung tâm quảng trường rồi mới dừng bước lúc này bên trong đã tấp nập hàng ngàn người thủ lĩnh hai đạo tiên nhân thu xếp các cao thủ đỉnh phong đứng ở hai bên thung lũng thâm sâu vạn trượng ở phía dưới chính là vị trí của vạn tộc cổ chiến trường. Quan sát xung quanh, chỉ thấy đầy dãy tử khí oán niệm xung thiên giữa vạn tộc cổ chiến trường, đến cả chim chóc cũng không thể bay qua. Xương trắng chất cao như núi xác chết nằm la liệt trên mặt đất, vừa có xương cốt của nhân loại, còn có nhiều bộ xương khổng lồ của mấy quái vật lo lớn. Chỉ có một con đường bậc thang đi xuống từ quảng trường, ước tính rộng tầm 30 trượng, trải dài xuống mấy ngàn trượng, kết nối với cửa vào vạn tộc cổ chiến trường. Không chỉ mỗi chiến trường mới có xương trắng chất đống, trên thềm bậc thang trải dài mấy ngàn trượng thông đến vạn tộc cổ chiến trường cũng đầy rẫy thi thể, bậc thang bạch ngọc đã bị máu tanh nhuộm thành màu đỏ đen đáng sợ. Nhìn thấy khung cảnh thê lương này liền hiểu được mức độ khốc liệt của chiến tranh, tử thương sợ rằng đã lên đến con số mấy trăm vạn. Phải xuyên qua vạn tộc cổ chiến trường ở bên dưới mới có thể tiến vào lãnh địa quy khư, cũng chính là đại lục hồng hoang đã mất tích từ lâu. Tạ Lưu Vân chỉ về phía dưới nói, vạn tộc vì sao muốn khai chiến ở đây? tôi hỏi nguyên nhân đơn giản vạn tộc hồng hoang không cam lòng chôn thây nơi quy khư giới môn hư không đằng sau chúng tôi chính là lối ra rời khỏi nơi này tạ lưu vân nói thiên đạo chỉ để lại con đường sống cho duy nhất một tộc vì thế khi vạn tộc muốn rời khỏi quy khư mới xảy ra trận tử chiến đẫm máu đáng tiếc cuối cùng không có người giành chiến thắng trong cuộc tranh giành thảm khốc ấy bởi vì giới môn hư không đã xuất hiện thêm một người giữ cửa người chiến thắng sau cùng phải khiêu chiến với người giữ cửa rồi mới có thể rời đi, nhưng chưa từng có ai đánh bại được người giữ cửa ấy. Người giữ cửa hiện giờ đang ở đâu? Tôi lại hỏi, cái này thì ta không rõ. Những gì ta kể cho ngươi đều được khắc trên tấm bia đá kia, ngươi có thể tự mình đến xem. Tạ Lưu Vân chỉ tay về phía tấm bia đá đen nhánh gần đấy. Tôi đi đến đó, tỉ mỉ quan sát dòng chữ khắc trên bia đá. Bên trên viết giống hệt những gì Tạ Lưu Vân đã kể, tòa quảng trường này được gọi là quảng trường Vân Mộng Trạch, vân mộng trạch là tên gọi khác của hồng hoang bậc thang thông đến vạn tộc cổ chiến trường có tên gọi là con đường anh hùng thung lũng sâu thẳm mà vạn tộc cổ chiến trường đang chiếm đóng còn được gọi là vực sâu hồng lư mang ý nghĩa lấy trời đất làm lò luyện kim người sáng tạo như thợ luyện kim âm dương đúc thành than vạn vật trở thành đồng thiết đưa ra sự lựa chọn trong chúng sinh chỉ có kẻ giành chiến thắng khi thông qua khảo nghiệm cuộc chiến hồng lư mới xứng được bước lên con đường anh hùng khải hoàn quay về thế giới bên ngoài đáng tiếc thay từ khi hồng hoang bị quy khư thôn vệ đã không còn ai may mắn sống sót trở về. Trong huyết mạch anh hùng hồng hoang đều phong ấn ý chí của thái cổ thần ma, người có tư cách bước lên con đường anh hùng ít nhất cũng phải sở hữu chiến lược thiên tôn. Người giữ cửa đã chặn đứng tất cả lối thoát của bọn họ trên con đường anh hùng này, tối thiểu cũng có chiến lược đạt đẳng cấp đạo tổ, thậm chí cần phải vượt trội hơn nhiều. Sự tồn tại và trách nhiệm của người giữ cửa được nhắc đến trên bia đá, nhưng không hề có một câu nào kể về thân phận và lai lịch của người giữ cửa. Đọc hết một lượt dòng chữ khác trên bia đá, tôi đang tính rời đi nhưng bất thình lình một cỗ thần niệm dị động kỳ lạ truyền đến từ bia đá. Thần niệm dị động này đến từ chỗ trống rỗng bên dưới bia đá, nhìn không ra kết quả gì, tôi bèn dùng tay sờ thử. Tay tôi chạm nhẹ một hồi, đá vụn từ từ rơi xuống đất, lộ ra tám chữ thư pháp lớn uyển chuyển mạnh mẽ khác trên đá. Tử thần minh minh, tự tư tự lượng, nhìn thấy tám chữ này, toàn thân tôi chấn động, tim đập thình thịch, khó lòng kiềm chế cảm xúc. Tôi chỉnh lý lại trang phục, khom người bái lại tám chữ này, trong miệng đọc lớn, tạ lan, tế bái di hài của đạo tổ. Nghe tôi gọi lớn tên húy của đạo tổ, đám người thùy họa vội vàng chạy qua, đứng phía sau tôi tế bái tám chữ mà ma đạo tổ sư lưu lại. Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng hấp tấp chạy qua, trên mặt họ đều hiện ra vẻ chấn kinh tột độ. Ma đạo tổ sư đến quy khư mang đi đảo Kim Ngao, chuyện này không thể tra cứu trên đạo tàng, thậm chí mọi người chỉ xem nó như lời đồn vô căn cứ, bịa đặt không đáng tin chương 486, Tái kiến đạo tổ 2. Hiện giờ, trên bia đá xuất hiện nét bút mà ma đạo tổ sư lưu lại, mới chứng minh được điều thật sự đã xảy ra này. Tiếp theo đó, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều hành lễ đệ tử đối với tấm bia đá. Ma đạo tổ sư có thể khắc chữ lên tấm bia đá, nhất định ông ấy có manh mối liên quan đến người giữ cửa. Tạ Lưu Vân nói, đạo tổ chưa từng nhắc đến người giữ cửa, chẳng qua ông ấy từng nhắc đến một người có tên là Đế Tuấn với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, khi đó ông ấy bị trọng thương nói người đả thương ông ấy chính là đế tuấn thùy họa nói khi ma đạo tổ sư mang đảo kim ngao ra ngoài thì tu vi của ông ấy đã đạt đến cấp độ đạo tổ cũng đã tìm thấy đại đạo chúng sinh bình đẳng trong độn tổ đích nhất trong tam giới không có đối thủ ở đẳng cấp của ông ấy mà vẫn bị thương vậy thì người đánh trọng thương ông ấy chắc chắn không nằm trong tam giới không thuộc tam giới chỉ có thể là quy khư mộ dung tiên tử kiếp trước của cô huyền nữ chiến thần vào thời kỳ hồng hoang đã có thần vị cô có biết gì về lai lịch thân phận của đế tuấn hay không? Tạ Lưu Vân hỏi, đạo tàng có ghi chép, chiến thần cử thiên huyền nữ từng hỗ trợ hoàng đế đánh bại si vưu trận chiến giữa hoàng đế và si vưu nổ ra những năm cuối cùng của hồng hoang, có thể thấy được chiến thần cử thiên huyền nữ tại thời kỳ hồng hoang đã được phong thần. Ngoại trừ cử thiên huyền nữ ra, thần minh hệ gió phong bá, phúc sư, lôi chủ đầu mẫu nguyên quân đều được chứng đạo phong thần vào thời kỳ hồng hoang. Giải thích hoàng đế hay còn gọi là hiên viên hoàng đế. Chữ hoàng ở đây hàm nghĩa sắc vàng, màu biểu trưng cho hành thổ. Là thủy tổ của mọi người Hán. Hết giải thích, chỉ là vào lúc bọn họ thành thần thì thiên đạo đã trưởng quản mảng trời đất này, thuộc về phạm trù thần minh dưới chướng thiên đạo, không tính là cổ thần. Có tư cách được xưng làm cổ thần chỉ có các vị toàn năng như kim thần nhục thu, thủy thần cung công, hỏa thần trúc dung, mộc thần câu mang, thổ thần hậu thổ nương nương, đông hoàng thái nhất, cửu thiên côn bằng, hoàng hà lão tổ, hồng vân lão tổ, phục hy, thần nông, nữ oa vào thời đại thượng cổ. Thiên đạo hiên ngang xuất thế vào những năm cuối của thời kỳ thượng cổ, sau khi đánh bại thượng cổ thần ma tam giới, liền tiến vào hư không tu dưỡng nghỉ ngơi. Mà cái gọi là thời đại thượng cổ, ý chỉ khoảng thời gian thiên đạo tu dưỡng nghỉ ngơi. Thần minh đã thành thần trong khoảng thời gian này, đều đã trở thành thần thượng cổ. Liên quan đến thần thú xuất hiện vào thời kỳ tam đại hỗn độn, tức là nơi hỗn độn luân chuyển giữa thời đại thái cổ và thời đại thượng cổ, khi đó nhân gian đất trời còn thuở sơ khai nên nhân tộc vẫn chưa xuất hiện, cái gọi là thần thượng cổ đa số đều vẫn chưa chứng đạo. Khi nữ oa xa lánh thế tục, người tiếp quản hồng hoang yêu tộc là đế tuấn, chiến lực vượt trội hơn nữ oa. Sau thiên đạo quay lại, đế tuấn đã biệt tâm biệt tích. Nếu như thiên đạo chọn hắn làm người giữ cửa, hồng hoang quả thực sẽ không một ai sống sót rời khỏi quy khư. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, còn về tung tích của đế tuấn, có hai loại khả năng. Một là thọ nguyên ông ta đã đến cực hạn, sứ mệnh kết thúc một khả năng khác là ông ta bị ma đạo tổ sư giết suy xét một lát thì có vẻ vế sau có tính khả thi hơn bởi vì nếu như đế tuấn thay trời nhận sứ mệnh vậy thì ông ấy ắt hẳn có được cơ duyên trường sinh mà thiên đạo ban tặng cho huống hồ nữ oa vẫn còn tại vị không thể có chuyện thọ nguyên của ông ta đã kết thúc được tưởng nhớ tế bái ma đạo tổ sư xong xuôi chúng tôi tiếp tục quay lại bên rìa quảng trường nghiên cứu biện pháp đối phó với vạn cổ chiến trường trong vực sâu hồng lư Diện tích khu vực vạn tộc cổ chiến trường Bao La vô tận, muốn xuyên qua từ bên trong quả thật là việc gặp muôn vàn khó khăn. Hai đạo tiên nhân đánh đổi mấy vạn tính mạng của đệ tử, cũng chỉ do thám được vùng đất sâu vài trăm dặm bên dưới bậc thang. Chiến lực hùng hồn còn sót lại trong cổ chiến trường đều đạt đẳng cấp cao hơn hợp đạo, sánh ngang với nửa bước thiên tôn. Trong quá trình do thám, nhân đạo còn không may gặp phải một linh hồn hung thú hồng hoang đã đạt đến cảnh giới thiên tôn sau khi hai vạn đệ tử nhân đạo hy sinh thì nó liền bị cao thủ đỉnh phong nhân đạo hợp lực truy sát. Cũng vì đã xảy ra chuyện tồi tệ này, nhân đạo mới quyết định tạm ngừng quá trình do thám. Sau khi nhân đạo từ bỏ, tiên đạo cũng không dám mạo hiểm tiến vào, vì thế mới đồng loạt thoái lui ra bên ngoài. Vào thời điểm đó trận quyết chiến giữa ma đạo và âm sơn đã kết thúc, uy danh tử thần của thủy hỏa danh chấn thiên hạ, tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ bàn bạc hồi lâu, quyết định để ma đạo vào quy khư, hợp lực sức mạnh tam đạo đồng lòng tìm kiếm cơ duyên quy khư. Kết luận nghiên cứu cuối cùng của tam đạo chính là, hai đạo nhân tiên dẫn đầu tiên phong, ma đạo lập đội thường trực chuẩn bị sẵn sàng viện trợ. Chẳng qua vì ma đạo nhân lực ít ỏi, trước mắt nhất định phải chọn ra một bên lệ thuộc vào. Do lúc trước đã nhận ân tình của mộ dung nguyên duệ, tất nhiên quy thụ về quân doanh phía tiên đạo rồi. Với việc này dù tạ Lưu Vân khó xử cũng không thể nói được gì, muốn trách chỉ có thể trách Lữ Thuần Dương quá mức hung hăng càn quấy. Mộ Dung Nguyên Duệ và tạ Lưu Vân đàm phán nghị định hỗ trợ nhau, chúng tôi theo đại quân tiên phong của tiên đạo tiến vào vực sâu hồng lư nơi vạn tộc cổ chiến trường đang chiếm đóng. Câu nói phúc hòa tương y, vạn tộc cổ chiến trường này tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu vô vàn cơ duyên tu hành hiếm có. Mà cơ duyên tốt đẹp thật sự bên trong quy khư là cái gì? Chỉ có thể đợi sau khi xuyên qua vực sâu hồng lư, đến thế giới hồng hoang bị quy khư thôn vệ rồi từ từ khám phá mà thôi. chương 487, Kỳ Lân Thứ Thú 1 Bước lên con đường anh hùng, tôi lập tức cảm thấy luồng không khí thê lương. Những người có thể giành chiến thắng từ vạn tộc cổ chiến trường đều là những dũng sĩ thời hồng hoang, biết người biết ta trăm trận trăm thắng bước vào con đường anh hùng, chỉ để chờ ngày trở về cố hương. Tuy nhiên, đến cùng thì vẫn không thể thoát khỏi đôi tay độc ác của ông trời, bị người gác cổng chặt đứt hy vọng cuối cùng trước mắt tôi phảng phất trông thấy những bóng người đang sụp sôi ý chí chiến đấu vung vẩy vũ khí đang cầm trên tay của mình cho dù là sau khi chết đi thì họ vẫn nhìn chằm chằm vào giới môn hư không trên quảng trường vân mộng trạch vì để tộc nhân có thể trở về quê hương mang theo hy vọng của bộ tộc mà rơi cạn giọt máu cuối cùng cũng chính vì điều này nên linh hồn hung ác của vạn tộc chiến tử tại vực sâu hồng lư mới khó có thể tiêu tan sự phẫn uất oán khí sung thiên vực sâu hồng lư diện tích bao la rộng lớn địa hình bằng phẳng là một chiến trường của tự nhiên. Mặt đất đỏ sẫm, trải qua vạn năm sau, vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu tươi của vạn tộc Hồng Hoang, mỗi tấc đất đều mang theo án niệm của vạn tộc Hồng Hoang sau khi chết lưu lại. Sau khi rời khỏi con đường anh hùng, nhân, tiên hai đạo sóng đôi tiến lên, mỗi bên men theo khu vực từng thăm dò trước đó mà đi về phía trước. Sương mù dày đặc, ngay cả thần niệm cũng không xuyên qua được, không ai biết trong sương mù ẩn chứa những nguy hiểm gì một khi bước vào có thể phải đối mặt với cả một đội quân hung hồn hoặc là một hung thú hồng hoang cực kỳ hung hãn hay dũng sĩ một bộ tộc đầu đội trời chân đạp đất hoặc cũng có thể là một dị thần thời hồng hoang đã chết nào đó Lực chiến thời hồng hoang không phân chia chi tiết như tam giới ngày nay ở thời đó chỉ có ba cấp bậc dũng sĩ vương giả và thần chi giải thích thần chi là thần chỉ các vị thần trên trời chi ý chỉ các vị thần dưới đất hết giải thích cấp bậc dũng sĩ tương ứng với đỉnh cao hợp đạo vương giả tương ứng với nửa bước thiên tôn, và thần chính là thiên tôn. Hồng hoang không tu theo đạo, mọi nguồn sức mạnh chiến đấu được chia thành hai loại, vu thuật và cách đấu. Các dũng sĩ đại hoang có sự uy dũng trăm người khó cản, tay không xé hổ báo, các vương giả của bộ tộc đại hoang có thần thông nhất được cả núi, gọi gió hô mưa, còn về thần chi đại hoang, mỗi người đều có thể làm lay động mây gió một phương trời. Thế giới hồng hoang tràn ngập linh khí, hầu hết huyết mạch vạn tộc hồng hoang đều đang phong cầm ý chí của thái cổ thần ma, nên chiến lược của bọn họ càng mạnh mẽ hơn so với những người tu hành ở tam giới ngoài kia, chiến đấu thì lại càng tàn khốc hơn. Thiên đạo xóa bỏ di tích thượng cổ thời hồng hoang, sau đó hồng hoang bắt đầu chuyển từ cũ sang mới, đợi đến sau khi hoàng đế và si vưu quyết định thắng thua thống nhất thời kỳ hồng hoang, hồng hoang mới hoàn toàn bị thế giới mới thay thế. Cửu thiên huyền nữ nhóm thần dưới chướng thiên đạo cũng đồng thời thay thế hoàn toàn các cổ thần, gánh vác lấy thiên đình, về phần những cổ thần khác, hoặc là ẩn thế thoát tục, hoặc là tuổi thọ đã cạn kiệt, hoặc là đã gia nhập thiên đình dưới thời thiên đạo. Vì vậy mà mộ dung nguyên Duệ cũng không biết gì nhiều về sự phân chia thế lực cùng chi tiết về sức chiến đấu của vạn tộc trong quy khư. Hiện tại, mà đạo chúng tôi đi theo đại quân tiên đạo tiến vào vạn tộc cổ chiến trường từ phía đông, ước chừng nửa ngày đã đến biên giới của phần khu vực sương mù chưa được khám phá. Trên đoạn đường đến đây vết thương lại nhiều thêm, mặc dù hung hồn đã tiêu tán, nhưng xương cốt vẫn còn oán khí. Ở rìa khu vực, tiên đạo bắt đầu điều động quân đội, thất thập nhị phúc địa tiên đạo đệ tử là quân chủ lực của trận chiến, tạo thành một đội hình chiến đấu lớn, xếp thành hàng ở hai bên trái, phải, tinh nhuệ của long tộc và các đệ tử côn lôn tiên đạo chiếm giữ phần giữa quân. Mộ Dung Nguyên rời cùng một nhóm các bô lão tiên đạo phụ trách phía trước trung tâm của Tam Quân, bảy người ma đạo chúng tôi đi theo cô ấy. Mất đi mệnh bàn sát phá lang, địa vị của ma đạo giữa nhân, tiên hai đạo đã giảm mạnh. May mắn thay, chỉ với một đao lấy đi sức sống, thùy Hòa thể hiện sức mạnh của tử thần, mới có thể tạo dựng được danh tiếng mới cho ma đạo. Mặc dù vậy, những người lãnh đạo của tiên đạo ngoại trừ Thủy Hỏa và Lâm Thanh Thủy không có kỳ vọng gì mạnh mẽ đối với những người khác trong ma đạo. Uy lực tử thần của Thủy Hỏa đã được tận mắt chứng kiến, Lâm Thanh Thủy lại là một lão tướng của ma đạo, uy danh vẫn còn đó, còn về sức mạnh chiến đấu của Kiêm Hà, A Lê, Ngạo Phong, Bạch Vô Nhai và những người khác, họ không thể nói là không biết gì cả, chỉ có thể nói là biết nhưng không nhiều. Trong mắt bọn họ, mà đạo có thể tham dự vào cuộc thăm dò cơ duyên quy khư, hoàn toàn nhờ vào uy lực tử thần của Thùy Hỏa. Đó không phải là lỗi của họ, khi trận chiến với âm sơn diễn ra, cả nhân, tiên hai đạo đều đang ở quy khư, không có cách nào biết tường tận chi tiết của chiến trận. Mà những người lãnh đạo của tiên đạo đều là những cao thủ đạo môn đã tu hành ngàn năm, lớp thần tiên như họ cũng đã kiêu ngạo quen rồi. Đừng nói kiêm hà và những người khác, sợ rằng ma đạo tổ sư tôi đây, trong mắt bọn họ thì cũng chỉ là một nhân vật bám váy phụ nữ mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mộ dung nguyên duệ bắt đầu điểm binh điểm tướng tiên phong. Các tướng nửa bước thiên tôn của tiên đạo lần lượt thách đấu, cuối cùng chọn ra 10 vị nửa bước thiên tôn mạnh nhất, đảm nhận trọng trách tiên phong mở đường vào bước màn sương mù. Đi được một giờ đồng hồ, màn sương mù phía trước truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Sấm chấp đánh xuống, những hung thú không biết tên gầm gừ, giấy lên sát cơ. 10 người tiên phong của tiên đạo lập tức bay người lùi về, đợi đến lúc ra khỏi sương mù thì toàn thân đã thương tích hết phân nửa trong số đó nhược gia khê sơn chân nhân thương nặng hơn tất thảy mất đi một cánh tay và nửa người nhuốm đầy máu đỏ đệ nhất hãn tướng của đông hải long tộc ngao hiển là người rút lui cuối cùng cậu ta dùng cơ thể rồng để ứng địch khi cậu ta rút lui phải rồng trên thân rồng trăm trượng toàn bộ đều bị phá hủy vết móng vuốt cắm xuyên thấu vào da thịt nửa đuôi rồng đứt lìa máu rồng ọc ra liên hồi ngao hiển khi ở hình người cậu ta đã là nửa bước thiên tôn trí cường cao thủ sau khi hiển hóa thân rồng sức chiến đấu của cậu ta có thể xếp trong 10 người đầu tiên của đại quân tiên đạo, ngay cả cậu ta còn suýt chút nữa mất mạng, có thể thấy được hung hồn tiên đạo gặp phải trong sương mù hung hãn đến chừng nào. Thấy vậy, Mộ Dung Nguyên Duệ dứt khoát ra lệnh cho toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, tập hợp lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, sẵn sàng đánh chặn và tiêu diệt những kẻ thù hùng mạnh lao ra khỏi sương mù bất cứ lúc nào. Bẩm báo chiến thần huyền nữ, cách đây 30 dặm trong sương mù gặp phải hung hồn thứ thú, có lực chiến thiên tôn, Linh Sơn Phúc Địa mặc hồi đáp, thứ thú, mộ dung nguyên duệ lộ ra vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Thứ thú là gì? Tôi hỏi, trong đạo tàng hoài nam tử có viết kỳ lân sinh thứ thú, phàm là vật có lông thì do thứ thú sinh ra. Thứ thú là một phân chi của tộc Thủy Kỳ Lân, thứ chảy trong người là huyết mạch của Thủy Kỳ Lân. Trước đây, nhân tộc trong vạn tộc cổ chiến trường đã nhìn thấy biển lửa mà Nguyên Phong lưu lại sau khi mất đi, giờ đây thứ thú lại hiện thân, xem ra hậu duệ phân chi của tam đại hỗn độn thần thú cũng đều tham gia cuộc chiến vạn tộc tại vực sâu hồng lư mộ dung nguyên duệ nói rằng mặc dù bổn tộc của tam đại hỗn độn thần thú đã bị các vị thần thượng cổ trục xuất khỏi thế giới hồng hoang nhưng chúng để lại rất nhiều hậu duệ phân chi khác nhau thứ thú của thủy kỳ lân long thú của long tộc và kiêu thú của nguyên phong đều là những loài cực kỳ hung hãn thời thượng cổ hồng hoang mặc dù không bì được với thao thiết cùng kỳ gây họa một phương nhưng sự tồn tại của nó cũng vững vàng chiếm giữ đỉnh đầu chuỗi thức ăn hung thú thời hồng hoang, sức chiến đấu đỉnh cao của nó có thể sánh ngang với thần chi thời hồng hoang. Trong hậu duệ của ba nhánh lớn, lực chiến mạnh nhất là long thú, tiếp đó là kiêu thú, nhưng khó đối phó nhất thì vẫn là thư thú. chương 488, Kỳ Lân Thư Thú 2 Bản thân Thủy Kỳ Lân vốn đã có lực phòng ngự rất mạnh mẽ, thư thú lại được thừa hưởng lớp gia thú như giáp sắt không thể phá hủy của Thủy Kỳ Lân, ngũ hành thuật pháp không tác dụng lên được, đao kiếm cũng đâm không vào, khó mà bị giết. Theo truyền thuyết, chiến thần thời hồng hoang hình thiên đã từng cận chiến với một con thứ thú mạnh mẽ, trận chiến đẫm máu kéo dài 3 ngày 3 đêm, cả hai cây diều chiến hình thiên nguyệt luân đều bị bẻ cong, cuối cùng phải dùng thần lực đánh vào nội tạng của thứ thú rồi mới đập chết nó. Thứ thú đến chết vẫn không chảy một giọt máu, điều này cho thấy sức mạnh phòng thủ của nó tốt đến cỡ nào. Tuy rằng giờ phút này chiến tướng tiên phong của tiên đạo gặp phải tuy không phải bổn tôn của thứ thú, mà là hung hồn của thứ thú ngưng tụ ra âm thân, nhưng cũng vững như bàn thạch. Mà bởi vì oán hận sâu nặng, nên sức chiến đấu so với trước kia khi còn sống chỉ có mạnh hơn chứ không thể yếu đi. Nếu muốn giết nó, tiên đạo ắt sẽ phải trả giá đắt, bởi vì hung hồn thứ thú không phải ai cũng có thể đấu cùng, không thể dựa vào sức mạnh của ngũ hành, vì thế nên chỉ dựa vào sức mạnh quân uy của đại quân để trấn áp hung tính của nó, sau đó sử dụng chiến thuật bánh xe đánh một trận tiêu hao giải thích chiến thuật bánh xe là chiến thuật thoái thác này thường gặp trên bàn đàm phán nếu gặp vấn đề khó đưa ra quyết định sẽ để những người đồng minh lần lượt đến đàm phán cố tình kéo dài thời gian để làm hao tổn tinh thần sức lực của đối phương khiến họ phải nhượng bộ hết giải thích cũng may tiên đạo gặp phải chỉ là một hung hồn thứ thú đơn độc nếu gặp phải bổn tộc hung hồn thứ thú thì trận này căn bản là có thể từ bỏ hy vọng rồi vạn tộc cổ chiến trường xưa tràn ngập nguy hiểm muốn mở lại chiến tuyến từ trong sương mù sẽ tốn rất nhiều thời gian lại còn phải trả giá đắt nữa. Một lúc sau, tiếng gầm giận dữ của thứ thú truyền ra từ màn xương. Thứ thú di chuyển chậm chạp, giờ khắc này đang theo vệt máu mà đuổi ra khỏi màn xương. Gầm lên liên tục, chấn động lòng người, thần niệm áp chế giống như từng đợt thủy triều mà dội đến theo tiếng gầm của thứ thú. Đại quân tiên đạo mặc dù uy nghiêm và được tổ chức tốt, nhưng sĩ khí rõ ràng đã suy yếu đi vài phần khi đối mặt với quái thú hung hãn thời hồng hoang thượng cổ. Thấy vậy, mộ dung nguyên duệ bay ra từ giữa đội quân, trên không trung triệu hồi ba pháp thân, lần lượt lơ lửng phía trên tam quân. Bổn tôn mở lời, ba pháp thân đồng thanh đáp lại, lớn tiếng ngâm sướng chiến ca, khỉ viết vô y. Giữ tử đồng bào, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu, đây là kinh thi vô y của khổng tử, đại ý cùng nhau sửa soạn giáo hương để cùng nhau đánh kẻ thù chung. Chiến ca vang dội, khí thế quân sĩ cũng theo thế mà rực lên, đồng thanh đáp phụng thiên thừa vận, thay trời hành đạo. Thất thập nhị phúc địa, tiên sơn hải ngoại, bản bộ côn lôn, chiến tướng Long tộc và những người có lực chiến cao khác đều chuẩn bị chiến đấu. đệ tử Tam quân nhanh chóng kích hoạt pháp trận ngũ hành, triệu hồi gió mưa sấm chớp kiếp lôi ly hỏa, đợi chờ thời cơ. Mặc dù thuật pháp ngũ hành không tác dụng với thư thú, nhưng thuật pháp của pháp trận này cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu tập trung lại có thể sánh với thiên tôn, vẫn có thể làm tổn thương thể chất của nó. Tình huống này lại làm tôi nhớ đến tình cảnh ở Đàm Cửu Long rất lâu trước đây, khi ấy đạo môn Quần Anh hội tụ cũng theo cách này ứng phó với chín cái xác rồng dưới sông Hoàng Hà. Chỉ là quy mô ở đàm cửu long kém xa so với trận chiến trước mắt, uy lực của hung hồn thứ thú cũng không phải thứ mà xác rồng có thể so sánh được. Cuối cùng, thứ thú phá tan màn sương mù, để lộ bộ mặt thật của nó. Thuộc huyết mạch của Thạch Kỳ Lân, hình dạng của thứ thú có phần giống với diện mạo tổng thể của núi Thái Âm. Thân cao trăm trượng, eo bụng dài 30 trượng, tứ chi đạp đất như trụ đá kình thiên vậy. Bởi vì là âm thân, nên thân thể của thứ thú có màu đen tuyền, sương mù đen kịt vây quanh, trên đầu con thứ thú đáng sợ là hai con mắt cực lớn giống như ma chơi, trên vòm miệng dính đầy máu liên tục chảy ra chất nhầy màu đen, toàn thân phát ra cơn thịnh nộ mang theo sự chết chóc lạnh lẽo. Thứ thú bước từng bước nặng nề về phía trước, mỗi bước đi đều làm rung chuyển đất trời, tựa như một ngọn núi đang chuyển động. Quân uy đại quân 30 vạn của tiên đạo cũng không thể nào áp chế bước tiến của nó. Lại một tiếng giống vang lên, gió mây ảm đạm, thê lương, đất cát bay mịt mù, trời đất một phen hỗn loạn. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, đợi khi thứ thú còn cách đại quân tiên đạo 50 trượng, các chiến tướng đỉnh cao của tiên đạo đồng loạt ra tay, thao túng pháp bảo và pháp trận từ xa vây lấy, pháp trận của tam quân khởi động, lần lượt tỏa ra những thuật pháp ngũ hành khổng lồ vô ngần, hướng đến bổn tôn thứ thú mà tấn công. Vực sâu hồng lư âm u tối tăm, các loại thuật pháp thần thông giống như sao băng bay qua bầu trời vậy. Tiếng sấm, tiếng sét, tiếng nổ của ánh lửa, âm thanh phá không của kiếm khí tiếng nổ siêu thanh trong không trung âm thanh phát nổ của núi lửa tiếng động của biển cả tất cả pháp thuật cùng hiện tượng lấy âm thân của hung hồn thứ thú làm trung tâm tập trung lại phát nổ không thấy qua cảnh này thì không biết bối cảnh của tiên đạo phong phú thế nào thủ đoạn tấn công dày đặc đáng sợ như vậy ma đạo của tôi tuyệt đối không thể chống cự nghĩ tới đây tôi mới ý thức được bối cảnh mỏng manh của ma đạo ngay cả thứ thú có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc thì cũng không thể chịu được uy lực của đại quân tiên đạo, bị các loại thuật pháp và hiện tượng bắn phá, liên tục rút lui 10 trường, khắp người bùng lên ngọn lửa, khói bốc mù mịt, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Sau khi ổn định lại cơ thể, nó dùng tứ chi chộp lấy một cái, thân hình mãnh thú đổ sộ như núi phóng thẳng lên trời, lần nữa lao về phía đại quân tiên đạo. Giữa không trung nó hướng đại quân tiên đạo phát ra một tiếng gầm thét nguyên thủy, song âm hóa thành sát cơ không thể tiêu tan, quét ngang phía trước quân trận của đại quân tiên đạo. Tiếng gầm rú thảm thiết vang lên, đệ tử tiên đạo đáp lại bằng vô số thương vong. Thấy vậy, các cao thủ đỉnh cao của tiên đạo không còn cách nào khác đành phải lao lên cận chiến để đánh chặn, một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Trên thực tế, chiến lược tiên tôn cũng không đáng sợ, tiên đạo bất cứ lúc nào cũng có thể liệt kê ra các trận pháp cỡ chung và cỡ lớn tương đương với lực chiến của thiên tôn. Tuy nhiên, lực phòng ngự của thứ thú mạnh đến biến thái, mặc dù tiên đạo cũng mạnh mẽ vô song, nhưng vẫn cần đánh một trận chiến tiêu hao khó khăn để giết được thư thú mộ dung nguyên duệ liên tục trông thấy các cao thủ nửa bước thiên tôn của tiên đạo do bị trọng thương mà rời trận mộ dung nguyên duệ không nói lấy nửa lời mặc dù qua lớp mặt nạ thanh đồng không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy nhưng đoán chắc rằng hiện giờ cô ấy cũng cực kỳ đau khổ thân là thủ lĩnh của tiên đạo đối mặt với sự hy sinh của các đệ tử tiên đạo tâm trạng này của cô ấy tôi cực kỳ đồng cảm chúng tôi đều đang gánh lấy cờ chiêu hồn giờ phút này trong huyền quan cô ấy chắc đang không ngừng vang lên tiếng chiêu hồn. Ngạo Phong, A Lê xuất chiến, tôi nói, tuân lệnh, đáp lời, Ngạo Phong hóa thành thân thể tổ long, cõng A Lê bay lên trời. Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu như lại ý muốn cảm ơn vậy. Ma đạo cùng tiên đạo chưa từng liên minh, lúc này ra tay giúp đỡ hoàn toàn xuất phát từ sự không đành lòng của bản thân tôi. Cuộc tranh đấu giữa tam giới chẳng qua là do giáo lý không giống nhau, giáo lý của ma đạo là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, vậy nên tôi làm sao có thể nhẫn tâm thờ ơ nhìn những đệ tử tiên đạo hy sinh mạng sống trong trận chiến này chứ. Sau khi A Lê và Ngạo Phong xuất chiến, Thùy Họa không nói một lời đã đi về phía trước, đối mặt trực diện với thư thú. Những đệ tử tiên đạo đứng chắn trước cô ấy cảm nhận được bước đi của tử thần, lần lượt giạt ra nhường đường tạo thành lối đi cho cô ấy ung dung bước qua. chương 489, Anh Hùng Chi Kiếm một. Sau khi Thùy Họa đi ra khỏi thế trận đại quân, tôi quay đầu hướng về phía mộ dung nguyên duệ nói đợi khi thủy hỏa tiến vào phạm vi công kích hãy bảo người của cô ngừng tấn công thứ thú mặc dù bị thương nhưng sức chiến đấu của nó vẫn còn chỉ dựa vào quân uy tử thần của lâm tướng quân thì cũng không thể ngăn cản được một khi để thứ thú có cơ hội phản kích đệ tử tiên đạo của ta sẽ càng thương vong nhiều hơn mộ dung nguyên duệ lắc đầu và đáp tôi chỉ vào a lê trong không trung nói cô đã bỏ sót a lê nếu như cô bé ra tay áp chế thứ thú một tấc cũng không nhúc nhích được Ta biết tiến pháp của A Lê vô song, nhưng ra thịt thứ thú không thể phá hủy, sợ là mũi tên của cô bé ngay cả lớp phòng ngự cũng chưa chắc có thể xuyên thủng Hãy tin tôi, tôi không có ý định tranh cãi với cô ấy nữa, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cô ấy, thứ duy nhất không bị che bởi mặt nạ thanh đồng. Mộ Dung sừng sốt trước cái nhìn của tôi, sau đó hơi quay đầu đi, nhẹ giọng đáp được. Thùy hỏa cách thứ thú ngày càng gần, còn trên không, A Lê đứng lên đầu rồng của ngạo phong, đặt tên lên rồi kéo căng dây cung, bắt đầu sử dụng đôi mắt chim ưng của cô bé. Thứ thú liên tục bị đánh trúng chỗ đau, liền trở nên điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị nửa bước thiên tôn đều bị nó làm trọng thương. Đệ tử tiên đạo nghe lệnh, lui ra khỏi phạm vi cận chiến, đình chỉ công kích tầm xa, ở yên chờ lệnh. Ba phân thân của mộ dung nguyên duệ đồng thời lên tiếng. Các đệ tử tiên đạo đều kinh ngạc, tất cả họ đều hướng về bồn tôn của cô ấy mà nhìn với ánh mắt nghi hoặc mộ dung nguyên duệ không giải thích gì thêm chỉ kiên định nhìn về phía trước phía trước là thùy họa được bao phủ bởi bộ trọng khải lạnh lẽo đã lọt vào phạm vi tấn công của thư thú trong khi đó thì cung tên a lê đã kéo tròn như trang rằm. sau khi thư thú mất đi sự ngăn cản của các cao thủ tiên đạo áp lực lập tức giảm đi ngước lên trời gầm lấy một tiếng rồi bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất một lần nữa lao vào đại quân tiên đạo mà thùy họa đang đứng trên đường tấn công của nó so với cơ thể khổng lồ như ngọn núi thì thùy họa nhỏ như một hạt bụi vậy. Ngay khi cơ thể che trời chắn đất của thứ thú sắp nghiền nát thủy họa, trên không trung truyền đến một tiếng huyết sáo của A Lê. Cô bé mặc thanh vũ giáp dậm chân phóng ra khỏi cơ thể ngạo phong, bay xuống với tư thế của hùng ưng bắt mồi, trên không trung đạp đi chín bước, mỗi bước là một mũi tên. Mỗi mũi tên đều kích nổ không khí, mỗi mũi tên đều có sức mạnh phá vỡ khoảng không. Đây là kỹ năng độc nhất mà A Lê đã lĩnh hội được trong một năm qua, xạ nhật cửu tiến. Sau khi từ đỉnh quỷ tiến quay về, mũi tên của A Lê đã có thể phá vỡ khoảng không, xạ nhật cửu tiến được truyền sức mạnh của nguyệt thần, mũi sau lại mạnh hơn mũi trước, dưới sự tiếp sức của cốt cung thượng cổ và lực xuyên thấu tiên vũ khánh linh tiến của tiên đạo, dễ dàng bắn xuyên qua lớp da của thứ thú. Tất cả 9 mũi tên đều bắn vào ngực của thứ thú, sau khi mũi tên đầu tiên trúng đích, tốc độ tấn công của thứ thú đã yếu đi, mũi tên thứ hai tiếp tục giảm bớt, đến mũi tên thứ 8 cắm vào thì thứ thú không thể tiến lên được nữa. Đến khi mũi tên thứ 9 được bắn ra, cơ thể khổng lồ của thứ thú ấy vậy mà lùi lại nửa bước. Đôi mắt ma trời to lớn của thứ thú lóe lên vẻ bối rối, nó ngước lên trời tìm kiếm nguồn gốc của mũi tên, khi nhìn thấy A Lê, nó lại càng bối rối hơn. Hậu nghệ, xạ nhật cửu tiễn, thứ thú nói, xem như người biết hàng đấy, A Lê thẳng thắn nói, thứ thú cuồng nộ, nó đương nhiên biết sức mạnh khủng khiếp của xạ nhật cử tiễn. Thượng cổ hồng hoang, tên tuổi của hậu nghệ đã được truyền khắp đại hoang cùng cấp bậc tồn tại với cự nhân tộc khoa phụ, lôi tộc lôi trạch, chiến thần hình thiên và thần đế ngũ tộc. Vì vậy, thứ thú coi A Lê là kẻ thù lớn nhất của nó, tất cả sát cơ đều nhắm vào A Lê đang ở trên không trung, một tiếng gầm nguyên thủy trực tiếp khiến ngạo phong từ trên không rơi xuống. Ngạo phong rơi xuống đất, A Lê không thể bắn tên từ trên không nữa, trong khi rơi xuống, cô bé bắn liên tiếp thêm vài mũi tên nữa, vẫn là cắm vào cùng một vị trí cũ. Lần này, thứ thú bị thương nặng hơn, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức để ổn định cơ thể, nhìn chằm chằm vào A Lê, phát động một cuộc tấn công. Đáng tiếc nộ hỏa báo thù đã che mờ đôi mắt, khiến nó không để ý đến sự tồn tại của Thùy Hỏa. Nói cách khác, ngay từ đầu nó đã không thèm để mắt gì đến Thùy Hỏa. Vào khoảnh khắc nó phóng qua Thùy Hỏa trên bầu trời, uy áp tử thần bùng phát. Sự sắc bén giết chết sinh mệnh, lực lượng làm thương tổn thần hồn, chảm. Một ánh đao màu ngọc lam kinh người, cắt dọc theo vết thương do mũi tên của A Lê đâm xuyên qua, giống như một thanh sắt đỏ rực lướt qua, ngập tràn lớp xương mù đen kịt. Thứ thú kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả những vết thương trước đó cộng lại không bằng một nhát đao này của Thủy Hỏa. Do thứ thú thuộc phong hồn âm thân, mà hồn chi bi thương của Thủy Hỏa lại sở hữu lực lượng làm thương tổn nặng nề đến thần hồn. Phịch một tiếng, cơ thể khổng lồ như một ngọn núi của thứ thú từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Dịch máu đen ngòm từ vết thương đáng sợ trên bụng chảy ra, nhanh chóng thấm đẫm mặt đất bên dưới cơ thể. Con rết vì chết nhưng chưa cứng đờ thân thể, ngay lúc thứ thú đang cố gắng vật lộn để đứng dậy trở lại, Thùy hỏa từ phía sau bay lên, một đao đâm thẳng vào đỉnh đầu của nó, cho đến tận cuối cán đao. Chương 490, anh hùng chi kiếm 2. Sau đó, Thùy hỏa quỳ một chân trên đỉnh đầu thứ thú, hai tay ôm lấy hồn chi bi thương, điên cuồng hấp thụ hồn năng. Mái tóc trắng tung bay loạn lên, gần như muốn phá tung băng phách quan đang buộc trên tóc, bộ trọng khải băng phách hàn thiết theo gió vang lên từng hồi. Cùng với hồn năng của thứ thú dần già được vì hỏa hấp thụ, ngọn lửa màu xanh lam trong mắt cô ấy cũng ngày một bùng cháy mạnh mẽ hơn, thần quan lờ mờ, lạnh đến thấu xương. Vẻ mặt của cô ấy càng ngày càng lãnh đạm, tử ý trên người cũng càng ngày càng nặng, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào cô ấy. Cuối cùng, thứ thú phát ra một tiếng kêu thống thiết không cam tâm, cơ thể khổng lồ của nó đổ ập xuống đất và không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Thùy Họa đợi đến sau khi hấp thụ hoàn toàn tất cả hồn năng của thần hồn thứ thú, mới rời khỏi cơ thể của nó, trên môi trương ra một nụ cười tàn khốc đầy thỏa mãn, đi về phía tôi. Sau lưng cô ấy, mất đi sự xiềng xích của linh hồn, âm thân của thứ thú bắt đầu hư hóa, cuối cùng toàn bộ hóa thành xương mù đen rồi tiêu tán. Đại quân tiên đạo im lặng như tờ, đây chính là sức chiến đấu của tử thần, mạnh hơn nhiều so với trận chiến với đồ sơn công tử. Mộ Dung Nguyên rợi thở dài hồi lâu, nói với tôi, tạ lan, ta có chút hối hận rồi. Hối hận chuyện gì, tôi hỏi, ta sợ rằng cái gọi là vạn tộc cổ chiến trường sẽ trở thành hành trình chứng đạo của tử thần. Ma đạo bối cảnh mỏng manh, cho dù Thùy Họa giành được cơ hội chứng thiên tôn trước, thì cũng không phải đối thủ của tiên đạo các cô, cô cần gì phải lo lắng. Nói thì nói như vậy, khi phách tam quân bị một mình cô ấy đoạt lấy, chiến thần ta đây trong lòng cũng cảm thấy ấm ức lắm. Mộ Dung Nguyên dậy yếu ớt nói, trong khoảng thời gian tiếp theo, Thùy Họa đảm nhận tư cách thống soái tiên phong, dẫn đầu hai đại sát thần của ma đạo đi trước mở đường. Ngại uy danh của tử thần, những hung hồn với lực chiến yếu ớt về căn bản thì chẳng dám ló mặt nữa, mau lẹ tìm đường trốn khỏi, đại quân tiên đạo hành quân mà không có bất kỳ trở ngại nào, không còn tổn thất một binh một tướng nào nữa. Bên tiên đạo thuận lợi hành quân, còn bên nhân đạo hiển nhiên là dùng cạn sự may mắn, lần nữa lại đụng phải hung hồn với lực chiến thiên tôn. Hậu duệ của nhánh nguyên phong, kiêu thú, tạ Lưu Vân không nhẫn tâm để đệ tử nhân đạo chết thảm, lợi dụng thỏa thuận trước đây, cầu cứu với ma đạo. Tôi và A Lê ngạo phong đến trợ giúp, trong khi đó thì Thùy Hỏa và hai đại sát thần tiếp tục mở đường cho Tiên đạo. Sức mạnh đáng sợ của Kiêu thú nằm ở xung kích sóng âm, mặc dù mang trong mình huyết mạch của Nguyên Phong, nhưng thứ mà Kiêu thú thừa hưởng không phải là sức mạnh của ngọn lửa, mà là xung kích sóng âm tầm xa của Phụng Minh Cửu Thiên. Thuật pháp tầm xa của các đệ tử Nhân đạo chưa thể tấn công lên cơ thể Kiêu thú, thì xung kích sóng âm đã đủ để làm thương tổn thần hồn của họ rồi. Ngay cả tạ Lưu Vân cũng không thể trực diện chống lại xung kích của sóng âm, vậy nên chỉ có thể nhờ A Lê giúp đỡ. Mũi tên của A Lê bắn rất xa, có thể bắn từ Trung Nam đến Hàn Hoang, bắn kiêu thú từ khoảng cách xa là chuyện không thành vấn đề. Ngoài A Lê, tôi cũng có thể gây ra hiệu ứng thương tích nghiêm trọng lên kiêu thú. Mà kiếm ngự long quyết triệu hồi sáu con kiếm khí cự long, có thể chịu sự điều khiển bằng thần niệm của tôi mà tấn công từ xa. Kiêu thú không sở hữu lực phòng ngự như thư thú, nhưng muốn triệt để giết chết thần hồn của cự hung thời thượng cổ hồng hoang cũng rất tốn thời gian. Điều quan trọng nhất là kiêu thú có thể bay trong không trung, phản ứng của nó cực kỳ nhanh và linh hoạt. Tôi đã ba lần triệu hồi sáu con kiếm khí cự long, mà A Lê cũng đã bắn gần hai nghìn mũi tên tiên vũ khánh linh, cuối cùng mới giết được kiêu thú. Sở dĩ như vậy do kiêu thú là hung hồn, không chết không thôi, nếu như linh hồn còn tồn tại, thì căn bản không thể giết được nó. Sau khi giúp nhân đạo tiêu diệt kiêu thú, Tạ Lưu Vân vẻ mặt gian xảo nắm lấy tay tôi và giữ tôi lại trong đại quân của Nhân đạo. A à, Lê từ lúc ở núi Trung Nam đã được ông ta coi trọng, ông ta đương nhiên không muốn buông tha cho sát thủ sáng giá này. Tôi không có cự tuyệt Tạ Lưu Vân, bất luận như thế nào thì ông ta cũng là một trong những người dẫn đường, không có chuyện ông ấy cướp đi mạng của tôi ngày trước thì Tạ Lan tôi làm gì có vận mệnh của hôm nay được. Khoảng cách của Ma đạo và Nhân đạo hoàn toàn nằm ở Lữ thuần dương, không liên quan gì đến Tạ Lưu Vân. Cứ vậy hai ngày qua đi nhân đạo đã trải qua một loạt trận tử chiến, sau khi trả giá bằng sự thương vong của hàng ngàn người, cuối cùng cũng đến được cao nguyên chết chóc đẫm máu nhất trong vạn tộc cổ chiến trường. Ban sơ của vực sâu Hồng Lư, anh hùng chi kiếm chính là cắm trên đỉnh cao nhất của cao nguyên chết chóc, chỉ cần có thể lấy được anh hùng chi kiếm thì có tư cách để dấn thân vào anh hùng chi lộ. Chỉ là thiên đạo tuy đã định ra quy tắc, nhưng lại không hề yêu cầu người tuân theo, cho nên người bị giết đầu tiên chính là những anh hùng hồng hoang trải qua vô vàn gian khổ mới cướp được anh hùng chi kiếm đứng dưới cao nguyên chết chóc, ngước nhìn đỉnh cao, thanh anh hùng chi kiếm vẫn cắm chặt trên đó, trải qua vô vàn năm tháng, vẫn chưa mất đi nửa phần sắc bén. Chỉ cần nhìn qua một lần, tôi đã cảm nhận được cảm giác thân thuộc mãnh liệt với thanh kiếm này, một giọng nói được sinh ra từ sâu trong trái tim tôi, không ngừng nhắc nhở tôi rằng nhất định phải lấy được thanh kiếm này. chương 491, Chiến tướng Cốt Khộp 1 Cao Nguyên chết chóc là trung tâm của vạn tộc cổ chiến trường, nơi đây đã ngưng tụ ra vô số hung hồn cường đại, Quán niệm sâu nặng vô cùng. Nơi cao nguyên này phần lớn được bao phủ bởi lớp xương trắng trông như một ngọn núi xương vậy. Thế nhưng phần bên ngoài cao nguyên lại vô cùng yên ả. Chỉ cần không đi lên cao nguyên sẽ không bị hung hồn công kích. Trên bia đá đã giải thích ý nghĩa tồn tại của cao nguyên chết chóc cũng giải thích cho biểu tượng của anh hùng chi kiếm. Chỉ có người rút được thanh kiếm mới có thể dẫn dắt tộc nhân bước lên anh hùng chi lộ quay trở về thế giới bên ngoài. Nếu không sẽ vĩnh viễn bị giam trong quy khư. Quy khư là một lồng giam, mà cái gọi là thế giới hồng hoang chỉ là bộ phận bị tách biệt từ thế giới bên ngoài, quê hương cố thổ không ở quy khư, mà gốc rễ của họ cũng không ở quy khư. Nên dù vạn tộc hồng hoang đã sinh sống vạn năm ở quy khư, nhưng họ vẫn không xem nơi đây như là quê nhà của họ. Về phần hồng hoang bị thiên đạo tách biệt như thế nào, lại bị quy khư thôn phệ như thế nào, hay quy khư là gì, những bí ẩn này cũng không ai biết đến. Bởi vì khi những điều này xảy ra, thì thiên đạo đã che khuất thiên cơ. Cao Nguyên chết chóc là trung tâm của vạn tộc cổ chiến trường, là con đường duy nhất để chúng tôi đi đến đại lục hồng hoang. Ở mặt khác của Cao Nguyên chết chóc, còn có vô số hung hồn, mà trên núi xương của cả Cao Nguyên chết chóc này, hung hồn lại càng nhiều hơn, càng cường đại hơn nữa. Nếu muốn đại quân của nhân, tiên hai đạo đi qua an toàn, ắt sẽ phải giấy lên một trận huyết chiến. Ngay cả khi chúng tôi không đánh chủ ý lên thanh anh hùng chi kiếm đi nữa, chỉ cần chúng tôi bước lên cao nguyên chết chóc, thì sẽ dẫn đến việc hung hồn hồng hoang tập thể vây lấy mà công kích. Lý Tông Thịnh có một bài hát mang tên đồi núi, lúc này đây thì cao nguyên chết chóc trở thành ngọn đồi mà chúng tôi muốn leo qua. Khi tôi và Tạ Lưu Vân đi đến phần ngoài của cao nguyên chết chóc, đại quân tiên đạo đã dựng trải xong xuôi tất thảy. Đợi đến khi đại quân nhân đạo an bài ổn thỏa, tôi cùng Tạ Lưu Vân đến gặp mộ dung nguyên duệ. Số lượng người đi lên cao nguyên chết chóc càng nhiều, thì sự phản phệ của vong hồn phải chịu đựng càng lớn, không thể toàn bộ đại quân đều vượt qua được, trừ phi giết sạch toàn bộ hung hồn trên cao nguyên chết chóc mộ dung nguyên duệ nói mộ dung tiên tử cùng suy nghĩ với ta ta cũng cảm thấy đại quân không cần thiết phải tiến lên nữa vào hồng hoang cũng chỉ vì muốn tìm cơ duyên bí ẩn không phải để chinh phục thế giới hồng hoang đã thất lạc huống chi lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của đại lục hồng hoang đều trôn vùi trong vạn tộc của chiến trường này cũng không cần đại quân tiếp tục đi theo nữa tạ lưu vân nói ý tứ của hai nhà này rất rõ ràng đại quân dừng lại ở trước cao nguyên chết chóc chỉ dẫn theo một số cao thủ đỉnh cao lên đỉnh mà thôi ở mặt bên này của Cao Nguyên chết chóc do kề sát với quảng trường của Vân Mộng Trạch và Anh Hùng Chi Lộ, mới có nhiều tàn dư hung hồn đến vậy, mà ở mặt bên kia thì không nhiều nguy hiểm như thế. Nhưng bản thân Cao Nguyên chết chóc đã là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong vạn tộc cổ chiến trường rồi, những anh hùng nhân tộc ban sơ chiến tử vì Anh Hùng Chi kiếm, mỗi người bọn họ đều là vinh quang của bộ tộc. Bất luận là vương giả hay thần chi ngũ tộc, không một người nào không là siêu cấp cường giả thời Hồng Hoang Quy Khư, thậm chí còn có thể xuất hiện sức mạnh chiến đấu cấp độ đạo tổ nữa. Hùng thú mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể đại biểu cho hồng hoang, có thể đại biểu cho hồng hoang chính là anh hùng nhân tộc. Hơn nữa, cao nguyên chết chóc cũng có quy tắc của riêng nó, càng nhiều người thì sẽ dẫn đến phản vệ càng mạnh, lúc này người nhiều sẽ trở thành chuyện xấu, kém xa so với một đội nhóm ưu tú. Tại thời điểm này, chuyện cộng tác chiến đấu giữa ma đạo và nhân, tiên hai đạo đã cơ bản hoàn thành một nửa, chỉ cần vượt qua cao nguyên chết chóc thì đường chia hai lối, ai đi đường đấy rồi. Hai nhà bọn họ dẫn người như thế nào cũng không liên quan gì đến Ma đạo, dù sao Ma đạo chúng tôi cũng chỉ có 7 người. Hơn nữa, Ma đạo của chúng tôi không lợi hại bằng nhân, tiên hai đạo, luận lực chiến đỉnh cao thì cũng không sợ bọn họ chèn ép. Lúc này, cứ mặc cho Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ trả giá với nhau, Ma đạo chúng tôi chỉ việc ngồi một bên chờ kết quả. Tạ Lan, anh có ý nghĩ gì về anh hùng chi kiếm? Thùy Hỏa thông qua thần niệm truyền âm mà hỏi tôi. Có, tôi gật gật đầu trả lời cô ấy bằng thần niệm truyền âm anh muốn có được thanh kiếm đó ừ từ lần đầu tiên anh nhìn thấy thanh kiếm trong lòng anh luôn có một giọng nói thôi thúc anh bất luận thế nào cũng phải có được nó anh có ý nghĩ này là đúng rồi em nghi ngờ thanh kiếm này chính là ma đạo tổ sư lưu lại cho anh trong cơ duyên quy khư ma đạo tổ sư có một vấn đề hẳn là anh có thể nghĩ tới ma đạo tổ sư đã đánh bại cả người gác cổng cũng có thể đem đảo kim ngao thu vào huyền quan và mang ra ngoài tại sao lại không lấy cả anh hùng chi kiếm chứ thùy họa hỏi mà đạo tổ sư làm sao có thể tính toán được anh sẽ trở lại quy khư, huống chi ông ấy làm sao có thể cam đoan rằng anh nhất định có được anh hùng chi kiếm. Ha ha, không lấy được anh hùng chi kiếm, anh cũng không xứng làm ma đạo tổ sư. Tạ Lan, anh cứ yên tâm đi, mặc kệ nhân, tiên hai đạo dẫn tới bao nhiêu người, cho dù em phải liều mạng nhất bàn lần nữa, thì cũng sẽ giúp anh lấy được anh hùng chi kiếm. Bên tôi và Thùy Hỏa vừa dùng thần niệm truyền âm xong, thì nhân, tiên hai đạo bên này cũng thảo luận ra được kết quả. Không bên nào chịu nhượng bộ, mỗi bên đều mang theo 50 cao thủ đỉnh cao. Về phần tại sao lại là 50 người, một là để phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn sau khi tiến vào hồng hoang, hai là để trấn áp bảy người ma đạo chúng tôi. Theo sức mạnh chiến đấu mà Thùy Hỏa và A Lê thể hiện ra, nhân tiên hai đạo dưới tình huống số lượng người ngang nhau thì không có cơ hội chiến thắng nào cả. 50 cao thủ đỉnh cao của nửa bước thiên tôn có thể vững vàng trấn áp bảy người ma đạo. Chương 492, chiến tướng cốt khô 2. Kỳ thật tôi cảm thấy bọn họ lo lắng quá nhiều rồi, muốn tiêu diệt chúng tôi cũng không cần nhiều người như vậy. Chiến lược của chúng tôi mặc dù mạnh mẽ, nhưng về lực phòng ngự, ngoại trừ việc Thùy Họa sở hữu thân thể bất tử, thì những người khác căn bản không thể chịu được các cao thủ đỉnh cao liên thủ vây lấy công đánh. Hơn nữa, sức chiến đấu của Thùy Hỏa cũng có liên quan đến nơi sâu thẳm của vạn tộc cổ chiến trường, trong chiến trường cổ có hồn năng vô tận, rất phù hợp với việc phát huy sức chiến đấu của Thùy Hỏa. Nếu như rời khỏi nơi này, cho dù là thân thể bất tử của Thùy Hỏa cũng chưa chắc có thể niết bàn thành công. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định lên đường ngay. Đội hình của nhân đạo là phần cốt lõi của núi Long Hổ, trưởng giáo của Ngũ Đại Đạo thống, các siêu cấp cường giả của tông môn ẩn thế, 36 động thiên động chủ cùng người đứng đầu là Tạ Lưu Vân và Trương Chi Viễn. Tiên đạo trực tiếp tuyển chọn người từ thất thập nhị phúc địa và bổn bộ côn lôn, nhân tiện cũng chọn ra hai vị long tộc đại tướng từ đại quân long tộc cùng một vị trưởng công chúa thân phận tôn quý, công chúa Đắc Kiều. Công chúa Đắc Kiều mặc dù là nữ tử, nhưng sức chiến đấu của cô ấy lại vang danh khắp tam quân, đặc biệt giỏi điều khiển tiên thiên quý thủy, thần thuật đặc trưng là triều tịch hoa lưu. Thế giới hồng hoang đã thất lạc của quy khư đang trôi nổi trong nước, nếu muốn tìm cơ duyên từ đó, thật khó có thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ của các cao thủ quý thủy. Bản thân công chúa Đắc Kiều cũng có tham vọng rất lớn đối với quy khư, cô ấy muốn tìm kiếm truyền nhân quý thủy của hắc long tộc đại hoang. Long tộc thời mặt Pháp, thực chất đều là rồng giả, dòng máu không thuần, Long tộc thật sự đều theo tiên đạo đi lên thiên đình cả rồi. Nhưng nếu Đắc Kiều công chúa có được truyền thừa của quý thủy từ Hắc Long tộc, như vậy Đông Hải Long tộc có thể lập tức trở thành chính thống, thiên đình Long tộc cũng không dám nghi vấn huyết thống của bọn họ có thuần khiết hay không. Chỉ vì hồng hoang Hắc Long là nhánh thần bí và mạnh mẽ nhất trong Long tộc, vượt xa Long tộc bốn biển thời mặt Pháp. Nhân đạo, tiên đạo tổng cộng có 100 người, cộng thêm với 7 người ma đạo chúng tôi, chia thành 3 nhóm, đi trên con đường đầy xương cốt để leo về phía đỉnh của cao nguyên chết chóc. Những xương là xương, thì thoảng dẫm lên lại phát ra tiếng gãy giòn vang, thật khiến người khác buồn thương. Cái gọi là nhất tướng công thành, vạn cốt khô, nhưng những xương cốt này căn bản là không có công trạng, nói cách khác, bọn họ đều bị thiên đạo dụ giết chỉ vì một thanh anh hùng chi kiếm. Điều này làm tôi nhớ đến điển tích Xuân Thu, nhị đào sát tam sĩ. Là hai trái đào giết ba dũng sĩ, ngụ ý việc mượn giao giết người. Thời hồng hoang anh hùng trọng anh hùng, bất luận là nhân tộc hay hung thú, yêu ma, trong huyết mạch đều vẫn chảy một dòng ý chí của thái cổ thần ma, chiến đấu và danh dự là thiên tính của họ. Nếu không phải vì tranh đoạt anh hùng chi kiếm, thủ đoạn thông thiên của người giữ cửa đế tuấn cũng không thể ngăn được anh hùng thế giới hồng hoang quy khư liên thủ vây công. Thật đáng tiếc, một thanh anh hùng chi kiếm đã hủy đi chiến lược tinh nhuệ nhất của thế giới hồng hoang quy khư, đợi sau khi họ nhận ra sự lừa dối của thanh anh hùng chi kiếm, cũng đã bất lực trong việc lật ngược thế cờ với đế tuấn rồi. Đang đi, đột nhiên có một chuyển động truyền từ phía trước trên tuyến đường của ma đạo chúng tôi, một bộ xương hình người màu đen khổng lồ đang cố gắng đứng lên từ dưới đất. Là ai đang muốn cướp anh hùng chi kiếm từ tay ta? Giọng nói khàn trầm của chiến tướng Hắc Khô Lâu vang lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ma đạo tổ sư tạ lan xin thứ lỗi, xin tiền bối cho phép đi qua. Tôi không người nói, những người đã chết trên cao nguyên chết chóc đều là anh hùng thời hồng hoang, dù biết rằng họ đã biến thành lệ quỷ, hung hồn, nhưng trong lòng tôi vẫn dành đủ sự kính trọng. Không ai có thể đoạt anh hùng chi kiếm từ trong tay ta, các người đây là đang tự tìm cái chết. Chiến tướng Hắc Khô Lâu nói xong, liền bắt đầu phóng thích nộ hỏa của bản thân. Trên người hắn nhanh chóng hình thành một tầng giáp sắt đen dày đặc, trong hai tay hắn dần dần hiện ra một thanh cự kiếm màu đen, trông tạo hình rất giống anh hùng chi kiếm. Có vẻ như hắn ta đã tự mình lấy được anh hùng chi kiếm khi còn sống, cuối cùng bị người khác giết chết, vì vậy mới còn lưu lại đoạn ký ức buồn nhưng độc đáo này. Sức chiến đấu của chiến tướng Hắc Khô Lâu đang tăng lên nhanh chóng, uy áp thần niệm ngày càng nặng nề, lúc đầu khi ông ta cố gắng đứng lên từ mặt đất thì vẫn chỉ là hợp đạo, nhưng bây giờ đã tăng vọt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Nếu chờ ông ta thức tỉnh hoàn toàn, thì ít nhất cũng phải là chiến lược thiên tôn. Tại thời điểm này, Thùy Hỏa đã quyết đoán ra tay. Hồn chi bi thương hóa thành một tia sáng màu xanh đậm, cắt qua cổ của chiến tướng Hắc Khô Lâu, Chiếc đầu lâu to lớn lập tức bay lên trời. Sau khi mất hộp sọ, bộ xương của chiến tướng Hắc Khô Lâu nhanh chóng phân tán, lần nữa lại trải ra trên cao nguyên chết chóc. Còn cái đầu lâu khổng lồ của hắn ta đang nhìn chầm chầm vào Thùy Hỏa, đầy oán hận. Thùy Hỏa đưa tay ra với lấy, rồi cầm chiếc đầu lâu trong tay. Vốn tưởng rằng Thùy Hỏa sẽ lại dở trò cũ, chuẩn bị hấp thụ hồn năng của chiến tướng Hắc Khô Lâu, tôi không đành lòng nhìn, nên liền quay đầu đi chỗ khác. Không ngờ! những gì nghe thấy bên tai lại là sấm ngữ ban ơn giải thoát của tử thần thái cổ minh giới chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết chúng ta sẽ bị người sống và người chết lãng quên chúng ta là sự tồn tại cũng là lời nguyền vậy nên chúng ta quên đi quá khứ và bị quá khứ quên lãng theo sấm ngữ của thùy họa sự oán hận cùng tàn nhẫn trong mắt của chiến tướng hắc khô lâu dần dần biến mất sau đó một tia bi thương nồng đậm tuôn ra khi đọc đến câu cuối cùng ta là tử thần Nhân danh của ta, bàn ơn giải thoát ngọn lửa trong mắt chiến tướng Hắc Khô Lâu bị dập tắt, sau đó đầu lâu hóa thành bụi đen trong một tích tắc, rơi nhanh khỏi tay của Thùy Hỏa. Mặc dù hồn năng của chiến tướng Hắc Khô Lâu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Thùy Hỏa đã không hấp thụ một chút nào. Bởi vì họ có chung một nhiệm vụ, chiến tướng Hắc Khô Lâu vì bộ tộc mà hy sinh, còn Thùy Hỏa sẽ chiến đấu vì Ma Đạo. Chương 493: Rút anh hùng kiếm một. Số lượng hung hồn trong vạn tộc cổ chiến trường ước tính đến hơn trăm vạn chỉ là vực sâu Hồng Lư có diện tích rộng lớn, vì thế trên đường hành quân của đại quân không bị va chạm nhiều. Nếu bọn chúng tập trung toàn lực ngăn chặn hai đạo tiên nhân, thì cho dù có được gia tăng thêm chiến lực, chúng tôi cũng sẽ không thể nhanh chóng đến cao nguyên chết chóc như vậy. Mà khi tới chỗ cao nguyên chết chóc, thì thực ra nguy hiểm đã giảm thiểu được một nửa rồi. Bởi vì xuất hiện ở cao nguyên chết chóc đều là hung hồn nhân tộc, không có linh hồn hung hãn của mấy loại quái thú có sức phòng ngự mạnh đến bất thường. Nếu không thì, chỉ dựa vào mấy người chúng tôi căn bản không leo lên được. Hung hồn nhân tộc có thể hoàn toàn chịu đựng áp lực tử thần của Thùy Họa, dưới sự xoa dịu của ban ơn giải thoát sấm ngữ, một đường chúng tôi tiến công vô cùng thuận lợi, hầu như không hề có gì nguy hiểm. Cho dù khi còn sống họ có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào, thì sau khi chết cũng sẽ quay về làm một hung hồn mang theo oán niệm khó phai nhòa, ban ơn giải thoát có thể giúp chúng thoát ra khỏi hối hận và đau khổ vô tận. Ngoại trừ những oán niệm sâu đậm u uất ra, căn bản không cần tiếp tục chiến đấu. Nhưng đội quân hai đạo tiên nhân liên tiếp gặp phải nguy hiểm dồn dập, người bên phía họ nhiều gấp mấy lần chúng tôi, dễ dàng kích động phản phệ mãnh liệt. Bên trong hài cốt nằm dạp trên cao nguyên chết chóc không hề thiếu chiến lực thiên tôn, nên không có cách nào xoa dịu bọn họ chỉ đành tử chiến mà thôi. May mắn thay, người phía họ đều là tinh anh xuất chúng, mỗi người đều kiên cường chiến đấu, cũng không hề phát ra tín hiệu cầu cứu đối với ma đạo. Vượt qua cao nguyên chết chóc, tam đạo sẽ phải tách nhau ra đường ai nấy đi bắt đầu tự mình tranh đoạt bất luận là nhân đạo hay tiên đạo đều cực kỳ xem trọng thể diệt lúc đại quân đang quyết đấu tất nhiên cần sự hỗ trợ từ uy áp tử thần của thùy hòa để chấn giữ đám hung hồn mà khi đến cao nguyên chết chóc bọn họ cũng không tiện tiếp tục cầu cứu ma đạo nữa thùy hòa quả thật đã phát huy tác dụng không thể thay thế của riêng cô ấy nếu không nhiều uy áp tử thần từ cô ấy hung hồn ở vạn tộc cổ chiến trường chắc chắn sẽ điên cuồng phát động công kích đánh hai đạo tiên nhân giết chết hết quái thú khiến đám hung hồn khiếp sợ không chỉ không dám ra tay với tiên đạo ngay cả nhân đạo chúng cũng không dám mạo hiểm tấn công. Đám quái thú cấp bậc cực kỳ hung hãn của hồng hoang nhất định vẫn còn sót lại trên vạn tộc cổ chiến trường, chỉ là chúng tôi gặp may, không đụng độ phải mấy thứ đáng sợ đó. Lúc còn cách đỉnh cao nguyên chết chóc tầm 30 trượng, chúng tôi gặp một oán niệm đặc biệt hiểm ác, thực lực khi còn sống của hung hồn này phải đạt cảnh giới thiên tôn, bùng nổ trận chiến tàn khốc nhất kể từ khi ma đạo tiến vào quy khư. May mắn thay, hung hồn nhân đạo khác với hung thú hồng hoang, chiến lược lúc còn sống và sau khi chết cách biệt khá lớn, rất nhiều pháp thuật thần thông sau khi chết đi thì không còn triển khai được nữa, vậy nên chúng tôi mới giành được cơ hội chiến thắng và kết thúc trận đấu. Nhưng mà, đây vẫn là trận đấu khiến người ta rơi vào tuyệt vọng, Thùy Hỏa cũng vì thế buộc phải niết bàn tử thần lần thứ tư trong cuộc đời của cô ấy. Bạch vô nhai trọng thương, ngạo hàn vì bảo vệ A Lê, suýt nữa đã bị đánh bay thân rồng. Đây đã là lần thứ hai cậu ấy liều mạng vì bảo vệ A Lê, tuy rằng vết thương không nghiêm trọng như lần trước, nhưng mà cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc lâu mới hồi phục. A à Lê đau lòng rơi nước mắt, đừng nhìn bình thường cô bé luôn lạnh nhạt, át hẳn trong lòng đã sớm xem cậu hậu duệ tổ long như chú cún con này là một người quan trọng rồi. Đạo tàng hậu thế đã từng đánh giá con tổ long duy nhất còn sót lại, vô cùng không nể mặt mà nhận định cậu ấy là nỗi sỉ nhục của huyết mạch tổ long. Nếu không phải vì danh tiếng của ngạo phong lên như diều gặp gió từ sau trận chiến thái cổ ma giới, thì sợ rằng con tổ long này vĩnh viễn bị xem là thứ sỉ nhục trong lịch sử long tộc. Trong trận chiến này 12 huyễn ảnh kính tượng mà Kiêm Hà tạo ra đều tan thành mây khói, tôi cũng đã bị thương nặng, suýt nữa bị đánh bay thần hồn. Không biết có phải là số phận an bài, kiếm vấn thiên của tôi không may bị hủy giữa trận chiến, nó đã gãy làm đôi. Mất đi kiếm vấn thiên, tôi không thể tiếp tục phóng thích kiếm khí lưu hình của ma kiếm, và không cách nào triển khai ma kiếm ngự long quyết. Điều quan trọng nhất là tôi gặp khó khăn trong việc tìm vật thay thế nó, bất luận là sát kiếm võ đạo, hay là pháp kiếm đạo môn, đều không thích hợp với ma kiếm. Kiếm Vấn Thiên mô phỏng theo kiếm vô danh của Ma đạo tổ sư tạo thành, mà Ma đạo tổ sư sáng tạo ra kiếm vô danh chính vì muốn phát triển ma kiếm. Chương 494, rút anh hùng kiếm 2. Vì vậy, tôi chỉ đành đem toàn bộ hy vọng phó thác lên thanh anh hùng kiếm này thôi, đánh cược nó liệu có phải là cơ duyên mà Ma đạo tổ sư để lại cho tôi hay không. Giả sử kiếm anh hùng không phải do Ma đạo tổ sư để lại cho tôi, thì bên trong quy khư đã không còn cơ duyên của Tạ Lan tôi nữa. Bởi vì cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng không đủ sức tranh đoạt. Phía trước còn khoảng 30 trượng liền có thể leo đến đỉnh, đợi khi Thùy Hòa hoàn thành niết bàn rồi trùng sinh quay trở lại, cô ấy tiếp tục dẫn tôi trèo lên, để lại nhóm người Kiêm Hà, A à, Lê đang điều tức nghỉ ngơi tại chỗ. Cao nguyên chết chóc nguy hiểm trùng trùng, người bị thương cũng cần được bảo vệ. Thời gian chính là vàng bạc, thanh anh hùng kiếm này chúng tôi buộc phải giành lấy bằng mọi giá. Lỡ như để hai đạo tiên nhân thừa cơ hội đi trước một bước, chúng tôi muốn đoạt lại sẽ khó càng thêm khó lần này sau khi thùy họa niết bàn càng có uy nghiêm của tử thần thần niệm vượt xa tôi vốn dĩ cô ấy chỉ còn cách cảnh giới thiên tôn một khoảng ngắn ngủi mà thôi lần này sợ rằng cô ấy đã vượt qua ngưỡng cửa đó thùy họa em đã đột phá rồi sao tôi hỏi vẫn chưa thùy họa lắc đầu nói tại sao em muốn đột phá thì bất cứ lúc nào cũng được cả cái mà ma đạo còn thiếu nhất là thời gian một khi em đi sai một bước thời đại mạt pháp sẽ kết thúc em cần phải đợi anh, cùng anh chứng thiên tôn. Được, trong quy khư có cơ duyên lớn, kiếp nạn của ma đạo vào thời đại mạt Pháp đều đặt cược hết ở đây. Nếu như Thùy Hỏa không nhẫn nại đợi chiếm lấy cơ duyên trước rồi mới chứng thiên tôn, thì một khi cô ấy rời khỏi quy khư, thời đại mạt Pháp sẽ vì cô ấy mà đặt dấu chấm hết, điều này đối với ma đạo vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tôi bị hung hồn mang chiến lược thiên tôn đánh trọng thương, ngay cả việc sát cánh chiến đấu cùng Thùy Hỏa cũng không làm được, chỉ lặng lẽ đi theo sau cô ấy âm thầm cắn răng chịu đựng. Với năng lực cảm nhận thần niệm hiện tại của Thùy Hỏa, cô ấy tất nhiên biết vết thương của tôi ra sao, nhưng cô ấy chỉ trầm tư nhìn tôi trong giây lát, rồi lạnh lùng quay lưng, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Phía trước vẫn còn nguy hiểm đang chờ, chúng tôi lại không có thời gian nữa. Cách kiếm anh hùng vẫn còn 20 trượng, một vật thể toàn thân màu xanh, bộ hài cốt có khung xương mảnh khảnh nhỏ nhắn bắt đầu dựng đứng lên. Không đợi Thùy Hỏa rút đao ra, trong nháy mắt bộ hài cốt đó đã hoàn toàn thức tỉnh chiến lực lấy oán niệm và phẫn nộ hóa thành bộ chiến giáp liên y màu đen, hai tay nắm chặt cây diều hình lưỡi liềm. Tuy rằng là phụ nữ, khí thế trên người còn vượt xa nam tính hung hồn mang chiến lực thiên tôn đã quyết chiến sinh tử với chúng tôi. Từ cây diều khổng lồ hình lưỡi liềm trong tay cô ta có thể thấy rõ, cô ta là người của tộc hình thiên. Tộc nhân tộc hình thiên thiện chiến dũng mãnh, chiến thần hình thiên còn vang danh thiên cổ. Cửu thiên huyền nữ tuy rằng cũng có danh uy chiến thần, nhưng toàn bộ xương hô của cô ấy ắt hẳn gói gọn là nữ thần chiến tranh, mà hình thiên mới thật sự là chiến thần có sức mạnh vô song không cần đoán cũng hiểu vị nữ tướng quân tộc hình thiên này lúc còn sống nhất định đã đạt đến cấp bậc thiên tôn thùy hòa tôi hét to gọi tên cô ấy không vấn đề gì em có thể thắng được thùy hòa không chùn bước nói rồi tiếp tục xông thẳng tới chỗ nữ chiến tướng tộc hình thiên ngươi không nên đến đây nữ chiến tướng tộc hình thiên nói trên thế gian này không có nơi nào mà tử thần không thể đặt chân đến cả thùy hòa lạnh giọng nói Ngươi là tử thần sao? Lợi nhãn sát lục sinh mệnh, lực lượng trùng sang thần hồn. Vị nữ chiến tướng tộc hình thiên vốn dĩ còn mang ý chí chiến đấu mạnh mẽ kèm sát khí bức người, nhưng khi nghe Thùy Họa đọc ra câu sấm ngữ, tinh thần lập tức bị chấn động. Ngươi là tử thần của thái cổ minh giới. Nữ chiến tướng tộc hình thiên kinh ngạc thốt lên. Không sai, hiện giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là cầu xin ta ban ơn giải thoát, hai là chiến đấu với ta, bị ta giết chết rồi nuốt chửng hồn năng. Thùy Họa lạnh lùng đe dọa, ta không muốn giải thoát, sứ mệnh của ta là bảo vệ kiếm anh hùng, trước khi chủ nhân của nó xuất hiện, ta bắt buộc phải gánh chịu thống khổ và oán hận nhẫn nại chờ đợi. Là ai đã giao sứ mệnh cho ngươi? Ta không biết tên của ngài ấy, chỉ nhớ ngài ấy và vị đằng sau ngươi mặc bộ đạo bảo giống nhau. Nữ chiến tướng hình thiên nói, người mà ngươi đợi đã đến rồi. Thùy họa nói, chính là anh ta sao? Nữ chiến tướng tộc hình thiên chỉ tay về phía tôi hỏi. Không sai, người giao sứ mệnh cho cô chính là ma đạo tổ sư, hiện giờ vị đang đứng ở đây cũng chính là ma đạo tổ sư tiếp đó tôi từng bước tiến đến chỗ kiếm anh hùng vừa đi vừa đọc câu thơ của ma đạo tổ sư ngũ hành vì ngã nhậm tâm du tứ hải chúng sinh ra hữu duyên man đạo hùng quan chân như thiết vô minh cung nội tận lượng ngôn mới đầu nữ chiến tướng tộc hình thiên còn có vài phần nghi hoặc nhưng khi nghe tôi đọc ra câu thơ ấy trên mặt cô ấy liền nhẹ nhõm hẳn ra ngay chính lúc tôi chuẩn bị lấy thanh kiếm anh hùng đó cô ấy đã lên tiếng nhắc nhở tôi một khi rút kiếm anh hùng nhân tộc hồng hoang của cả thế giới quy khư đều sẽ do ngươi bảo vệ ngươi có bằng lòng gánh lấy trách nhiệm nặng nề này hay không tôi đột nhiên sững sờ tâm tình lập tức rơi vào trầm tư lúc này tôi mới hiểu tại sao ma đạo tổ sư không lấy đi kiếm anh hùng ông ấy sợ rằng sớm đã biết bản thân khó thoát khỏi đại nạn không đợi được đến lúc quy khư xuất thế nên mới không rút kiếm anh hùng nhưng tôi bây giờ đến ma đạo cũng không thể trông coi ra hồn được Thật sự có năng lực bảo vệ nhân tộc Hồng Hoang của cả quy khư hay sao? Ngươi không cần lo lắng bản thân không thể làm được, nếu như ngươi thật sự không đủ khả năng thì sẽ không thể rút được kiếm anh hùng đâu." Thấy tôi do dự, nữ chiến tướng tộc Hình Thiên nói. "Được, để tôi thử xem sao." Chương 495, tiến vào huyền quan 1. Khi tôi cầm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay, lập tức có cảm giác như huyết mạch tương liên, rồi một dòng cảm xúc trào dâng trong tim những cảm xúc này đều đồng loạt nói cho tôi biết nhu cầu và mong muốn của mình sự khát khao dành cho tôi như thể tôi là đấng cứu thế của họ mà họ đã chờ đợi tôi trong nhiều năm như con cừu lạc bầy gọi người chăn cừu như đứa trẻ lạc mất quê hương đứng trên đống đổ nát tìm dấu vết người thân như con thuyền lẻ loi lạc hướng trên biển cả mênh mông đang tìm ngọn hải đang dẫn đường vậy cảm giác khao khát này ban đầu làm tôi đắm chìm say sưa bởi vì thành tựu lớn nhất của con người ta trong cuộc sống là cảm giác được cần đến và được công nhận nhưng rất nhanh cảm giác say đắm này từ đáy lòng tôi mau chóng rút đi tôi bắt đầu lo lắng sau đó là toàn thân run lên tôi sợ rằng tôi không thể gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy càng sợ rằng tôi sẽ làm họ thất vọng tạ lan sao vậy thùy hòa quan tâm hỏi han kiếm này anh không thể rút ra được tôi nói tạ lan em hiểu ý của anh khi em gánh lấy long hồn hạo kỳ trên lưng cũng từng rất lo lắng hoảng sợ sau khi thức tỉnh sứ mệnh của tử thần thái cổ minh giới em càng sợ mình không thể chịu đựng nổi hồn chi bi thương dần ra về sau em nghĩ là mình hiểu được rồi có một số việc nhất định phải có người làm mà đổi một người khác làm thì chưa chắc có thể làm tốt hơn anh thùy họa nghiêm túc nói anh sợ mình sẽ phụ lòng mong đợi của họ dành cho anh tôi nói nếu như định trước rằng sẽ do anh gánh vác lấy cho dù anh có buông bỏ anh hùng chi kiếm thì cũng sẽ là anh đến gánh vác nhiệm vụ này nghĩ thử xem mà đạo tổ sư tại sao lại tới quy khư ông ấy không phải là vì đảo kim ngao mà tới chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài mà đạo tổ sư đến đây là để truyền đạo nhưng anh không phải ông ấy anh và ông ấy cách biệt quá lớn hiện tại yếu đuối không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy cho dù anh không đủ tự tin vào bản thân mình cũng phải vì ma đạo mà rút thanh anh hùng chi kiếm ra tạ lan nếu anh rút ra kiếm anh hùng thì tổ đình ma đạo của chúng ta sẽ không chỉ mỗi đảo kim ngao đâu ý của em là toàn bộ quy khư sẽ là tổ đình của ma đạo thùy Hỏa vừa nói ra lời này toàn thân tôi toát ra một loại kiêu ngạo cùng tham vọng tột đình bị cô ấy cảm hóa lỗ chân lông toàn thân đều rung lên sau khi đóng lại huyền quan tôi vẫn chưa vào huyền quan xem cờ chiêu hồn nữa nhưng lúc này đây tôi nghe rõ tiếng cờ chiêu hồn vang lên phần phật tự động mà không có gió dù sao cũng là một người bình thường đối mặt với sợ hãi phản ứng bản năng chính là chạy trốn ngay cả mảnh vụn thần niệm của khương tuyết dương cũng không dám nhìn nhưng đối mặt với anh hùng chi kiếm tôi biết mình không thể nào trốn được nữa chạy trốn chưa chắc sẽ tránh được đối mặt cũng chưa chắc là điều đáng buồn nhất thời đại mạt pháp kết thúc thiên tôn giáng thế ý chí chư thần cũng xuống nhân gian ngay cả khi ma đạo mở lại đảo kim ngao thì cũng khó mà tồn tại được ma đạo cần phải có được quy khư quy khư có thể làm đảo lộn âm dương thậm chí cả thiên đạo cũng bị lôi vào đại họa nếu như có thể biến quy khư thành tổ đình ma đạo trong tam giới không ai có thể lay chuyển nền tảng ma đạo được nữa tất nhiên muốn chinh phục quy khư cực kỳ khó khăn bởi vì cho đến tận bây giờ chúng tôi cũng không biết quy khư là gì chỉ hiểu rằng đó là một thế giới độc lập nằm ngoài tam giới cũng không thuộc thiên đạo. Do là một thế giới, nên nó có ý chí thế giới riêng của nó. Bây giờ hãy còn quá sớm để nói về chinh phục, rút kiếm anh hùng ra là bước đầu tiên trên con đường chinh phạt. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu rút kiếm bằng tất cả sức lực của mình. Anh hùng chi kiếm không nhúc nhích lấy một chút, cho dù tôi có cố gắng thế nào, nó vẫn không mảy may di chuyển. Dưới chuôi kiếm, dường như đã hoàn toàn hợp nhất với toàn bộ cao nguyên chết chóc vậy. Và lại khi tôi rút kiếm ra, tôi cảm thấy trong toàn bộ vực sâu Hồng Lư, không biết bao nhiêu thần niệm đem theo đầy dẫy ác y ném về phía tôi. Dường như hàng triệu hung hồn bị chôn vùi trong toàn bộ vực sâu Hồng Lư này tồn tại chỉ để bảo vệ anh hùng chi kiếm, bọn họ không cho phép một người ngoại lai đến rút thanh kiếm ra. Đúng rồi, tôi biết tại sao tôi không thể rút nó ra, bởi vì tôi không thể thắng ý chí cản trở của họ. Vào lúc này, Tạ Lưu Vân cùng Mộ Dung Nguyên Duệ cũng vừa đặt chân lên đỉnh cao nguyên chết chóc, từng bước đi về phía anh hùng chi kiếm. Nhân Tiên hai đạo thương vong nặng nề, tổng số cao thủ của nhân, tiên hai đạo theo bọn họ đi lên đây không tới 50 người, một nửa trong số đó đã chết trong tay hung hồn trên cao nguyên chết chóc. Tạ Lưu Vân khắp người đầy máu, trong khi mặt nạ thanh đồng trên mặt Mộ Dung Nguyên Duệ cũng xuất hiện những vết nứt, điều này cho thấy họ đã gặp phải trận chiến khốc liệt như thế nào. Chương 496: Tiến vào Huyền Quan 2. Nhìn thấy Tạ Lưu Vân cùng Mộ Dung Nguyên Duệ đang đi về phía Thanh Anh hùng chi kiếm, Nữ chiến tướng tộc Hình Thiên đã bước tới để ngăn cản họ, không cho họ tiến lên. "Tạ Lan, ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, chỉ dựa vào một mình ngươi không cách nào áp chế toàn bộ ý chí của vạn tộc cổ chiến trường, một khi rút kiếm liền sẽ bị phản phệ thân tử đạo tiêu." Tạ Lưu Vân đứng tại chỗ nói với tôi, lời nói của ông ta khiến tôi dao động, nhưng tôi lại không cam lòng. "Nếu như mệnh bàn sát phá lang vẫn còn, với sức mạnh của Tam phương tứ chính thì ngươi vẫn có cơ hội để thử." nhưng chỉ dựa vào thất sát và phá quân thì ngươi không có nửa phần cơ hội. Mộ Dung Nguyên rể cũng bắt đầu thuyết phục tôi, tôi rất muốn phản bác, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cô ấy nói đúng. Thật ra không chỉ mỗi mình tôi không thể chấn áp ý chí của cả vạn tộc cổ chiến trường, mà tử thần thái cổ minh giới là thủy họa đây cũng không thể. Và lại một khi đã khiêu khích họ tức giận, tất cả chúng tôi đều sẽ chôn thân tại đây. Nếu như Tuyết Dương còn sống thì tốt rồi, sát phá lang tam phương tứ chính, chưa chắc sẽ không có cơ hội. Đáng tiếc rằng cô ấy đã sớm mất ở trận chiến tổ đình âm sơn. Có lẽ ngay cả cái chết của cô ấy cũng do thiên đạo sớm đã có tính toán, mục đích chính là ngăn cản ma đạo rút ra thanh anh hùng chi kiếm. Tôi không người quỳ một gối xuống, hai tay vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm, mặc cho toàn thân run như cầy sấy. Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, nữ chiến tướng tộc hình thiên sẽ luôn đứng về phía tôi, trừ khi hai tay tôi rời khỏi chuôi kiếm cô ta mới động thủ với tôi. Dần dần, ngày càng nhiều ý chí hung hồn ngưng tụ trên cơ thể tôi. Cùng lúc đó, tất cả những hung hồn trong vạn tộc cổ chiến trường cũng bắt đầu hồi phục. Không biết có bao nhiêu các hung hồn cường đại bắt đầu thức tỉnh, số lượng so với tất cả hung hồn chúng tôi gặp phải trước đó còn lớn hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tạ Lưu Vân sắc mặt trở nên căng thẳng, lần nữa mở lời, "Tạ Lan, buông chuôi kiếm ra, nếu không chúng ta đều phải chết. Không chỉ có chúng ta, mà mấy vạn đại quân nhân, tiên hai đạo cũng đều bị tiêu diệt. Buông ra đi, Tạ Lan, trừ phi Khương Tuyết Dương sống lại, bằng không ngươi không rút anh hùng chi kiếm ra được mộ dung nguyên dậy lại một lần nữa thuyết phục tôi ngước đầu nhìn thùy họa cô ấy im lặng không nói nhưng từ sâu thẳm đôi mắt màu lửa xanh ngọc lộ ra ý tứ rõ ràng rằng tôi không được từ bỏ nhưng tôi thực sự không thể chống cự được nữa ý chí hung hồn mãnh liệt đã bị biến thành sức mạnh nguyền rủa thức thần cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết ra sức muốn trốn vào bên trong huyền quan nhưng tôi đã phong tỏa huyền quan nên thức thần không vào được thùy họa anh không thể làm được ngay cả khi thương thế anh hoàn toàn bình phục cũng không được tôi nói để em giúp anh sau khi nói xong cô ấy bước đến bên tôi và áp đôi bàn tay lạnh giá của mình lên tay tôi một luồng hồn năng mạnh mẽ chuyển đến từ đôi tay cô ấy rồi lan khắp tứ chi của tôi giúp tôi chia sẻ lời nguyền của hung hồn tuy nhiên cùng với sự gia tăng sức mạnh của lời nguyền cơ thể của thùy hỏa cũng bắt đầu run rẩy gầm 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 tiếng gầm trầm thấp của hung thú từ bốn phía chuyển đến ngoại trừ hung thú còn có hung hồn cường giả của nhân tộc cũng phát ra tiếng nguyền rủa độc địa âm trầm cùng tiếng gầm gừ giận dữ. Hung hồn đến từ mọi hướng đi về phía cao nguyên chết chóc, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy nguyền rủa cùng thù hận. Ban đầu thanh anh hùng chi kiếm vốn là một chỗ dựa được thiên đạo sử dụng dùng để lừa gạt, giờ đây, anh hùng chi kiếm sau khi cô động ý chí của anh hùng thế giới hồng hoang quy khư, đã biến thành một thanh hy vọng chi kiếm rồi. Nhưng hung hồn không thể giải thoát, kèm theo đó là sự tuyệt vọng và đau đớn, vì vậy ý chí bản năng của họ là tiêu diệt mọi hy vọng xung quanh cao nguyên chết chóc có vô số hung hồn chúng đang leo lên trên đỉnh một khi chúng đến nơi tất cả chúng tôi đều sẽ chết thời gian của ngươi không còn nhiều nữa nữ chiến tướng tộc hình thiên lạnh lùng nói không cần cô ta nhắc nhở tôi cũng biết được tôi và thùy họa nhìn nhau rồi cô ấy nhìn tôi gật đầu với sự đồng thuận của cô ấy tôi mở huyền quan để rút anh hùng chi kiếm thì phải tập hợp sức mạnh của sát phá lang sau khi tuyết dương mất đi tôi không vào huyền quan lần nào nữa. Mà bây giờ đây, tôi không thể không đối mặt với cô ấy, mặc dù hiện tại tâm tình tôi còn nặng nề hơn trước. Trước đây tôi không dám đối mặt, chỉ là tôi không nỡ để cô ấy rời đi. Mà bây giờ tôi đã gánh thêm tương lai của ma đạo, nếu tôi không thể giúp thanh anh hùng chi kiếm, thì ma đạo mà tôi dẫn đầu sẽ không có tương lai. chương 497, Ta yêu tuyết dương 1 Thức thần nhập huyền quan, huyền quan vẫn rộng lớn bao la như cũ, trăng thanh gió mát, cờ chiêu hồn lãnh đạm yên tĩnh. Ngoại trừ điều này, tôi không nhìn thấy gì khác cả. Trái tim càng lúc càng lạnh lẽo, tuy rằng cũng đã nghĩ đến tình huống hiện giờ, nhưng khi chính thức đối diện với nó, nỗi bi thương thống khổ này khiến tôi lặng người đến ngạt thở. Tôi không thể hô hấp được, mở to mắt vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Khương Tuyết Dương. Lên trời xanh xuống suối vàng, điên cuồng tìm kiếm hai nơi đều vô vọng. Thức thần không biết rơi lệ, tôi chỉ có thể chịu đựng nỗi thống khổ xót xa chạy vòng quanh vùng đất huyền quang tìm kiếm bóng hình của cô ấy đây là điều tôi không bao giờ muốn đối mặt tôi biết cho dù tôi tận lực dùng hết súng khí đã tích góp cả đời nhưng nếu như không thể tìm thấy cô ấy tôi vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này những kỷ niệm trong quá khứ từ từ hiện lên trong tâm trí tôi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy cô ấy là vị cao nhân tựa như thần tiên trong con mắt thế tục của người đời lúc ấy tôi đang bị âm binh truy sát ác liệt câu đầu tiên cô ấy nói với tôi chính là đừng sợ cậu chỉ cần đứng sau lưng tôi, xem tôi đánh bại chúng đây. Đừng sợ, từ đó về sau tôi thật sự không cần phải sợ hãi nữa. Tôi được danh tiếng thiên hạ hành tẩu toàn chân của cô ấy bảo vệ, được che chở dưới đôi cánh của cô ấy. Học đạo ở toàn chân 2 năm, tôn kính cô ấy như sư phụ, cùng cô ấy sớm chiều bên nhau. Trong thời gian ấy cũng từng vì tuổi trẻ khí thịnh, vô số lần tưởng tượng. Nhưng lại âm thầm xấu hổ, hối lỗi không nên có ý nghĩ bất kính với sư phụ. Cô ấy đã toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi, từng bước đưa tôi đi trên con đường ma đạo tổ sư. Là cô ấy cho tôi dũng khí, giúp tôi dũng cảm đối diện với số mệnh của riêng mình. Nếu không phải nhờ Khương Tuyết Dương, mệnh cách thất sát đối với tôi mà nói chẳng đáng một xu. Núi Không Minh, tin tức về cái chết của tôi truyền đi tứ phía, tôi chỉ lo lắng Thùy họa liệu có đau lòng tuyệt vọng vì tôi hay không, nhưng chưa từng nghĩ đến cô ấy cũng nhớ Nhung tôi không kém gì Thùy Hỏa. Cô ấy bế quan 3 năm, không biết đã làm bao nhiêu cấm bộ bên trên khắc tên của tôi mỗi một nét bút một vết khác ra không biết chứa đựng bao nhiêu nỗi bi thương đau xót nhưng mà cô ấy chưa từng nhắc đến một lời chỉ cho phép cô ấy yêu tôi không cho phép tôi yêu cô ấy núi thái âm cô ấy nói tâm nguyện lớn nhất cả đời cô ấy chính là nhìn thấy tôi và thùy họa sống hạnh phúc trăm năm đầu bạc che giấu tình cảm sâu tận trong đáy lòng tuệ cực tất thương tình thâm bất thọ quá thông minh hay quá thâm tình cũng sẽ có lúc gây tổn thương cho bản thân về thể chất hoặc tinh thần tuyết dương cô muốn tôi không cần sợ hãi nữa tôi bèn không còn run rẩy dũng cảm tiến lên phía trước đến tận ngày hôm nay tôi chưa từng hối hận nhưng hiện giờ tôi đã hối hận rồi nhân sinh có sáu chữ đừng sợ hãi đừng hối hận cô chỉ nói ba chữ mà thôi tôi bất giác tự lẩm bẩm một mình trời đất mênh mông không biết nên đi đâu tìm cô ấy cuối cùng tôi dừng lại khó lòng mà kìm nén nữa lớn tiếng bật khóc một trận lúc tôi gào khóc trong huyền quan bóng trăng bỗng quay cuồng ngọn gió phục hồi dịu dàng thổi nhẹ, muốn xoa dịu nỗi bi thương của tôi, cuối cùng chỉ còn lại từng tiếng thở dài. Tạ Lan, đột nhiên, từ trong ngọn gió tôi bỗng nghe thấy có người đang gọi tên tôi, âm thanh quen thuộc vang lên. Tôi lập tức cảnh giác hẳn ra, nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của âm thanh ấy. Nhưng ngoại trừ gió và ánh trăng, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tuyết Dương, có phải là cô hay không? Cô đang ở đâu? Tôi lớn tiếng gào thét tên cô ấy. Tạ Lan, cô đang ở đâu? Tuyết Dương, tôi rất nhớ cô rất nhớ cô đồ ngốc tôi vẫn luôn ở trong huyền quan là bản thân cậu không có dũng khí không dám vào đây tìm tôi khương tuyết dương lặng lẽ đáp bây giờ tôi đã có dũng khí rồi cô có thể ra đây gặp tôi không tôi hỏi không được tại sao chứ thần niệm của tôi không thể dung hợp chỉ có thể nói chuyện với cậu không thể hiện hình được bây giờ cô đã hiểu tâm ý của tôi chưa hỏi ra câu này tôi căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô ấy cô ấy trầm mặc rất lâu không trả lời cuối cùng mới than thở nói thật ra tôi đã sớm nhìn thấu tâm ý của cậu còn trước cả tự bản thân cậu nhận ra kìa vậy vì sao cô không nói với tôi trời sinh tôi mệnh cô quả nói hay không thì có gì khác biệt tạ lan tôi chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc đây đã là tâm nguyện lớn nhất đời tôi tuyết dương hiện giờ mọi chuyện đã khác tôi không muốn gọi cô là sư phụ nữa tôi muốn ngưng tụ thần thức giúp cô tôi muốn cô mãi mãi ở bên cạnh chúng tôi cũng giống như sát phá lang tam tinh vậy vĩnh viễn không xa rời Ngưng tụ thần thức cho tôi rất khó, phải đợi cậu chứng thiên tôn mới có cơ hội. Trước mắt không bàn về điều này nữa, tôi có thể cảm giác được cậu đang gặp vấn đề khó khăn, nói thử đi. chương 498, Tại yêu Tuyết Dương 2 Khương Tuyết Dương không chịu cho tôi một câu trả lời chính xác, chỉ nhắc tới vấn đề của tôi. Chẳng qua cô ấy đã nói phải đợi khi tôi chứng thiên tôn mới có cơ hội giúp cô ấy ngưng thần, vậy tôi yên tâm chờ đợi là ổn rồi. Tiếp theo đó, tôi kể cho cô ấy nghe chuyến đi đến quy khư và kiếm anh hùng. Tạ Lan, kiếm anh hùng quả thực là cơ hội của ma đạo tổ sư dành cho cậu. Khương Tuyết Dương nói, tôi biết rồi, nhưng mà chỉ dựa vào hai người tôi và Thùy Hỏa không thể rút được kiếm anh hùng. Tôi nói, kiếm anh hùng cần nguyện lực sát phá lang tam phương tứ chính, thức thần của cậu quay về thì mở thần đình, tôi dùng mệnh cách tham lang giúp hai người. Mau đi đi, thời gian nguy cấp lắm rồi. Được, thức thần quay về thể xác, lập tức bị ý chí hung hồn ở vạn tộc chiến trường nguyền rủa đau đớn tận xương tủy. Tôi mở to hai mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Thủy Hỏa đang nhìn tôi, tôi gật đầu, bắt đầu ngưng thần mở huyệt thần đình. Lúc này đây, không chỉ sức mạnh nguyền chú của ý chí hung hồn càng lúc càng trở nên đáng sợ, đám âm thân hung hồn cũng lần lượt ồ ạt leo lên cao nguyên chết chóc, khoảng cách giữa chúng và chúng tôi ngày một gần hơn. Người của hai đạo tiên nhân hoảng sợ tột độ, nhưng dưới sự bảo vệ của nữ chiến tướng hình thiên, bọn họ không dám làm gì chúng tôi. Có lẽ bọn họ liên thủ có thể giết nữ chiến tướng tộc hình thiên, nhưng một khi bọn họ phá hoại việc tôi rút kiếm anh hùng, thì ngay sau đó sẽ bị Thùy Hỏa truy sát đuổi tận giết tuyệt. Thùy Hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành thiên tôn, vạn tộc cổ chiến trường lại là chiến trường phù hợp với cô ấy nhất. Mệnh cách và khí độ đều như nhau, chỉ tồn tại trong bóng tối sâu thẳm, không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được. Tôi không biết Khương Tuyết Dương làm cách nào giúp chúng tôi sử dụng sức mạnh mệnh bàn, đến tận khi thần sắc của Thùy Hỏa chấn động, ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt màu xanh bùng lên dữ dội. Cô ấy đến rồi, Thùy Họa dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Đang ở đâu? Ở ngay trên tay em, Tạ Lan, hiện giờ tay của ba người chúng ta liên kết với nhau, anh chuẩn bị rút kiếm đi. Ừ, tôi gật đầu hít sâu một hơi, cảm nhận lực lượng dồi dào vô tận thức tỉnh từ sâu trong linh hồn tôi. Cảm giác này tôi đã trải qua một lần, lúc chúng tôi phá vỡ pháp trận thủ hộ tứ hung ở núi Thái Âm, đã sử dụng công lực của sát phá lang tam phương tứ chính, cảm giác bây giờ như gợi lại khoảnh khắc ấy. Mọi chuyện không thể nghịch chuyển, chỉ cần ba người chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thành công. Những hung hồn ở nơi đây tuy rằng khó đối phó, dưới uy áp tử thần vô song của Thủy Hỏa, kẻ nào cũng không thể ngăn cản được công kích của mệnh bàn. Sang giác, một tiếng vỡ vụn vang lên, khó lòng mà tra xét, tiếp tục vang lên một tiếng vỡ vụn, tiếng xương gãy như đậu nổ vang vọng dày đặc như mưa phùn. Cao Nguyên chết chóc bắt đầu chấn động dữ dội những hung hồn còn mang vọng tưởng leo lên đỉnh đồi, đồng loạt dừng lại, rồi lộ ra thần sắc vô cùng oán hận. Không chỉ có bọn chúng, giây phút này đây, đám xương trắng nằm dạp trên mặt đất phủ đầy cao nguyên chết chóc cũng bắt đầu đứng dậy. Nhìn lên đỉnh đồi cao nguyên chết chóc, rất nhanh từ mơ hồ chuyển sang phẫn nộ, nỗi hận không thể hóa giải. Hung hồn và hài cốt biến dị dần dần điên cuồng leo lên phía trên, mưu đồ phá hoại việc thi pháp của tôi. Nhưng đáng tiếc là, mệnh bàn sát phá lang đã được kích hoạt việc kiếm anh hùng sẽ được tôi rút ra đã không thể vãn hồi, không thể xoay chuyển. Một tấc, hai tấc, tôi đang hứng chịu nguyền chú và phẫn nộ vô tận của bọn chúng, đồng thời từ từ rút kiếm anh hùng. Kiếm này toàn thân toát lên ánh sáng tựa bầu trời và biển cả, phía trên có khắc ba loại phù văn màu kim, màu đen và màu xanh. Màu kim đại diện cho thái cổ thần giới, đồng thời đại diện cho thần kiếm. Màu đen đại diện cho thái cổ ma giới, đồng thời chính là ma kiếm. Màu xanh đại diện cho thái cổ minh giới, đồng thời chính là quỷ kiếm. Trong phù văn màu kim tràn đầy hòa bình thiêng liêng, trong phù văn màu đen phóng đại lòng tham không đáy điên cuồng, phù văn màu xanh lại chứa đựng tự ý vô tận. Thời khắc tôi rút hết thanh kiếm ra, tôi lập tức biết được xuất xứ của thanh kiếm này. Đây là kiếm của thiên đạo, là chiến kiếm sử dụng lúc trận chiến thiên đạo và thái cổ thần ma diễn ra. Đáng tiếc, đây là một thanh kiếm gãy. Thân kiếm chỉ còn lại 2 phần 3, thiếu 1 phần 3 mũi kiếm. Nếu không phải kiếm gãy, tôi nghĩ thiên đạo cũng sẽ không vứt bỏ nó. Tôi bỗng nhiên nghĩ thông một chuyện, nguyên nhân khiến hài cốt trên cao nguyên chết chóc khó lòng tan biến, không phải bởi vì khi thanh kiếm anh hùng bị lấy đi thì bọn chúng sẽ bị giết, mà là từ trước đến nay không có ai rút được kiếm anh hùng. Đó mới là oán niệm thật sự của bọn chúng, bởi vì nếu có người rút ra, bọn chúng sẽ ý thức được đây chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp. Thiên đạo lấy thanh kiếm gãy này đảm nhận hy vọng và nguyền chú, lừa gạt cả thế giới hồng hoang ở quy khư, chỉ vì chưa từng ai có thể rút nó ra, trò lừa gạt này mới không bị phát giác. Quả nhiên, ngay khi thanh kiếm gãy đó bị rút ra, hung hồn và hài cốt trong vực sâu Hồng Lư đều đồng loạt đứng bất động. Tiếp đó, oán niệm bùng nổ, dường như muốn xé nát cả bầu trời. Vốn dĩ bọn chúng muốn nguyền rủa tôi, bây giờ lại đang nguyền rủa thiên đạo. Chương 499, hồn của cung công 1. Sau khi thanh kiếm gãy được rút ra, vạn tộc cổ chiến trường bắt đầu rung chuyển hung hồn tức giận cùng cực bắt đầu bị oán niệm nuốt chừng, lấy đi tất cả tia lý trí. oán niệm sung thiên, ngưng tụ trong không khí, cuối cùng hóa thành một oán niệm cự long. cự long lộ ra một màu xám chết chóc, tràn ngập tự ý. ngay khi hình thành, nó bắt đầu hấp thụ oán khí của vực sâu hồng lư. oán khí liên tục phát ra từ hung hồn và xương cốt, bị oán niệm cự long nuốt lấy. đến tận khi oán khí cạn kiệt, hung hồn không thể duy trì âm thân được nữa, ngay sau khi thần hồn tan biến hồn năng cũng bị oán niệm cự long hấp thụ bằng hết. Gầm, nữ chiến tướng tộc hình thiên phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ. Sau đó bộ khải giáp liên y do oán niệm hóa thành trên người cô ta cũng nhanh chóng biến mất, tiếp đó thân thể trắng như ngọc vỡ vụn tựa xứ, da thịt bong ra, lần nữa hóa thành xương trắng, xương trắng cuối cùng lại hóa thành cho xương, ào ạt rơi xuống. Ngay lập tức, vị chiến tướng tộc hình thiên sở hữu lực chiến thiên tôn hóa thành cho bụi ngay trước mắt chúng tôi. Cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân, cho dù được ma đạo tổ sư khai sáng nhưng vẫn chọn để mặc cho cơn giận giữ nuốt chửng lý trí của mình hy sinh tất cả hồn năng cùng oán niệm của mình mà tế cho oán niệm cự long đang bay lượn trên không trung oán niệm cự long một bên hấp thụ hồn năng và sự oán giận một bên lại không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của nó cơ thể của nó đang nhanh chóng tăng trưởng từ vài trăm trượng đến ngàn trượng rồi vài ngàn trượng dường như không có điểm dừng đợi đến khi toàn bộ hung hồn ở vực sâu hồng lư tiêu tán xương cốt đều biến thành bột xương Độ dài của oán niệm cự long đã đạt tới cảnh giới dài hàng trăm dặm vô cùng kinh khủng. Sức mạnh phát ra từ cơ thể rồng dài hàng trăm dặm đủ để xé toạc cả bầu trời. Chúng tôi đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tất cả đều bị sốc đến tột cùng. Thiên đạo đã sử dụng cổng giới quy khư làm mồi nhử, mượn vực sâu hồng lô để chôn vùi sinh linh vạn tộc, lại lấy thanh kiếm gãy để đánh lừa cấp bậc cường giả thần chi của đại hoang nhân tộc. Khi sự lừa dối bị vạch trần, sự thật trần trụi phơi bày ra, hàng triệu hung hồn đã hiến tế hồn năng cùng oán hận của họ, tất cả đều trở thành lời nguyền với thiên đạo. Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Tôi hiểu tại sao quy khư xuất thế thì thiên đạo lại bị kéo vào thảm họa rồi, bởi vì ông ta đã làm sai điều gì đó, và đây là nhân quả của ông ta do nợ quy khư hồng hoang. Chỉ là có điều tôi vẫn không hiểu, với thần thông vô thượng của ông ta, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả sinh linh trong quy khư, tại sao lại phải thiêu dệt nên một trò lừa bịp như vậy, đến cùng lại kéo cả bản thân mình vào trong đó. Đây là nhận thức của tôi vào thời điểm đó, sau này tôi nhận ra, rằng thiên đạo đánh lừa tất cả chúng sinh không liên quan gì đến nhân quả, mà bởi vì trong mắt ông ta tất cả chúng sinh đều chỉ là con kiến. Tuy nhiên, ông ta không nên đánh lừa một sinh linh không phải là con kiến. Oán niệm cự long bay ngày càng cao, dẫn đến động tĩnh của trời đất cũng ngày càng lớn. Long trời lở đất, đất cát mù mịt, thế giới chìm trong hỗn loạn. Vực sâu hồng lư ban đầu đầy dẫy sương mù, bây giờ sương mù đã hoàn toàn tan biến, khi cao nguyên chết chóc sụp đổ, chúng tôi cũng rơi xuống lại mặt đất. Sau khi Khương Tuyết Dương giúp tôi rút thanh kiếm gãy ra, cô ấy đã quay trở lại huyền quan, lúc này tôi gặp lại Thùy Họa, A Lê và những người khác. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy đại quân của nhân, tiên hai đạo, tất cả mọi người đều đang hướng mắt nhìn về oán niệm cự long trên bầu trời. Oán niệm cự long gầm lên, sấm sét đột ngột rền vang trên bầu trời mờ ảo. Sau đó lại là một tiếng nổ lớn khác. Một tia sét khổng lồ đánh mạnh vào cơ thể của con oán niệm cự long. Cơ thể của oán niệm cự long quả thật quá to lớn, tia sét phát triển từ ý chí của thế giới quy khư hoàn toàn không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nó, ngược lại càng khơi dậy sự tức giận của nó. Cự long nổi giận, trời rung đất chuyển, tiếng vang vọng từ khắp bốn phía, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng sóng thần. Quy khư hút sạch toàn bộ nước biển trên thế giới, bên trong đại lục cũng bị nước biển bao vây, giờ khắc này hiển nhiên oán niệm cự long đã gây ra đợt sóng thần với quy mô lớn. Nước biển đang ập vào đất liền. Lúc này đây, không chỉ những kẻ ngoại lai như chúng tôi rơi vào hoảng sợ, chấn động cực độ, mà cách xa quy khư Hồng Hoang đại lục kia sinh linh vạn tộc cũng đều run rẩy không thôi. Chương 500, hồn của cung công hai, nó đang làm gì vậy?" A à, Lê hỏi, "Chiến Thiên, ta có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng nó. Nó muốn xé nát bầu trời, phá hủy nơi này." Ngạo Phong trả lời, Ngạo Phong là tổ long, có thể cảm nhận được cảm xúc của loài rồng. Vậy nó có làm được không? a à lê lại hỏi không làm được ngạo phong chỉ cảm thấy sự tức giận trong lòng của oán niệm cự long nhưng lại bỏ qua cảm giác vỡ vụn và tuyệt vọng trong trái tim nó thùy họa đáp ngạo phong có thể cảm nhận được cảm xúc của loài rồng thùy họa lại là tử thần của thái cổ minh giới nên cô ấy có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ nơi sâu thẳm của vong hồn bởi lẽ bản thân oán niệm cự long được hợp từ hàng triệu hung hồn mà thành ai có thể giết nó tôi hỏi ý chí của thế giới quy khư nói xong tạ lưu vân đi tới Ngươi đoán được quy khư là gì rồi hả?" À? Tôi nhìn ông ta và hỏi, "Ngươi coi trọng ta quá rồi, đừng nói là ta, ngay cả ma đạo tổ sư năm đó của các ngươi thì cũng không biết quy khư là cái gì." Tạ Lưu Vân cười khổ nói, "Sự tồn tại của cấp bậc Oán niệm Cự Long đã bỏ qua tất cả đạo pháp thần thuật cùng lực lượng pháp tắc rồi, ngay cả đại đạo thì cũng không thể dễ dàng làm tổn thương nó. Tại sao ngươi lại chắc chắn rằng ý chí của thế giới quy khư nhất định sẽ tiêu diệt được nó?" Tôi lại hỏi, "Lý do rất đơn giản." oán niệm cự long đã sống ở thế giới quy khư cũng giống như chúng ta bên ngoài cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể chiến thắng thiên đạo cho nên oán niệm cự long cũng không thể chiến thắng ý chí của quy khư ngay khi tạ lưu vân vừa nói hết câu một dị tượng khác xuất hiện trên bầu trời cơ thể của oán niệm cự long đã to lớn vô cùng hung tính phát tác sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa tuy nhiên ngay khi nó tập trung toàn bộ sức mạnh dáng một đòn giận dữ về phía bầu trời một lỗ đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hố đen tối tăm và sâu không thấy đáy, đường kính của nó thậm chí còn vượt cả chiều dài của oán niệm Cự Long. Thấy lỗ đen xuất hiện, sự tức giận của oán niệm Cự Long lập tức yếu đi và rồi toàn bộ hóa thành sợ hãi. Nhưng trước khi nó thoát khỏi phạm vi bao trùm của lỗ đen, lỗ đen đột nhiên phát huy sức mạnh, nuốt chửng oán niệm Cự Long chỉ trong một ngụm. Mọi chuyện xảy ra giữa lúc sấm sét và đá lửa, sau khi lỗ đen nuốt chửng oán niệm Cự Long, rất nhanh đã khép lại và tiêu tan, sau đó bầu trời quang đãng trở lại. Một khắc trước dường như cả thế giới chỉ tồn tại sự tức giận vô tận cùng sức mạnh đáng sợ của oán niệm cự long nhưng khoảnh khắc tiếp theo oán niệm cự long dường như chưa từng tồn tại vậy sự tương phản lớn như này mang đến cho người ta cảm giác đang trong cơn mộng mị vậy nhất thời không biết có bao nhiêu người kinh ngạc hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ban đầu tôi cực kỳ không thể tin được rằng quy khư có thể nuốt chừng thế giới hồng hoang nhưng khi tôi nhìn thấy lỗ đen nuốt chửng oán niệm cự long dài hàng trăm dặm trong tích tắc mà không để lại chút hơi khói nào, tôi đã hiểu tường tận hơn. Quân tử bất hoạn vô lượng, kiến đại tác lượng đại. Nghĩa là quân tử không tham nhiều, kiến thức nhiều ắt sẽ rộng lượng. Sức mạnh chiến đấu của oán niệm cự long đã đã vượt qua cấp bậc thiên tôn của đạo tổ, ý chí của thế giới quy khư có thể dễ dàng xóa bỏ nó. Mặc dù tôi không biết quy khư rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng điều chắc chắn là so với thế giới bên ngoài kia thì nó vẫn là một thế giới nhỏ mà thiên đạo thống trị thế giới bên ngoài. Nghĩ như vậy, tôi mới hiểu tại sao tạ Lưu Vân lại nói thiên đạo là bất khả chiến bại. Nhưng mà, nếu như thật sự không thể thắng được thiên đạo, với ngộ tính của ma đạo tổ sư, hà tất phải cố chấp trở thành kẻ địch của thiên đạo chứ? Càng nghĩ càng không hiểu, từ quy khư là gì cho đến thiên đạo lại là gì? Ngay khi tôi sắp bị tàu hỏa nhập ma bởi việc này, những lời của tạ Lưu Vân đã đưa tôi trở lại hiện thực từ mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Từ lúc nhìn thấy bút tích của ma đạo tổ sư lưu lại trên tấm bia đá, ta đã suy nghĩ không biết ma đạo tổ sư có để lại cơ duyên cho ma đạo ở đây hay không. Sau đó, khi ta nhìn thấy người bắt đầu rút kiếm, ta đã ngay lập tức hiểu rằng, thanh kiếm bị gãy này chính là cơ duyên thực sự cho ma đạo của các ngươi. Tạ Lưu Vân nói, ngươi thông minh, Thùy Họa nói, Khương Tuyết Dương còn thông minh hơn ta nữa. Ông ta vừa nhắc đến tên của Khương Tuyết Dương, Thùy Họa lập tức bùng lên sát khí. Khổ khổ, các ngươi không cần giấu giếm nữa, nếu ta đã có thể đoán được nhân quả trong kiếm anh hùng, thì đương nhiên có thể đoán được tham lang của ma đạo căn bản không hề chết. Nếu cô ấy chết, thì các ngươi làm gì có thể rút được anh hùng chi kiếm? Tạ Lưu Vân ho khan hai tiếng rồi nói, tuyết dương sống hay chết là chuyện của ma đạo ta. Sao nào, nhân đạo các ngươi muốn động thủ với ma đạo sớm hơn rồi à? Thùy họa lạnh lùng nói, lâm tướng quân chớ hiểu lầm, bí ẩn quy khư còn chưa giải mã được, chúng ta sẽ không ra tay với ma đạo, trái lại thì chúng ta sẽ phải tiếp tục phối hợp với nhau. Tạ Lưu Vân nói, hợp tác cái gì, tôi hỏi, ma đạo có được thiên đạo đoạn kiếm, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp trinh phạt quy khư, sau đó lại thua quy khư làm tổ đình. Không biết nhân đạo muốn tìm cơ duyên gì trong quy khư đây? Tôi lại hỏi, linh hồn của cung công, tạ Lưu Vân nói, chương 501, bước vào hồng hoang một. Ngay khi tạ Lưu Vân nói rằng thứ mà nhân tộc muốn là linh hồn của cung công, mộ dung nguyên duệ đã phát ra một tiếng cười lạnh. Rồi cô ấy tiến về phía chúng tôi, Tạ Lưu Vân nhanh chóng nháy mắt với tôi, ý muốn của ông ta rất rõ ràng, nhân đạo sẽ không tranh giành vùng đất quy khư với ma đạo, nếu như ma đạo không giành hồn cung công với nhân đạo, vậy thì có thể hợp tác với nhau trong quy khư, liên thủ đối phó tiên đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ không phải là kẻ ngốc, Tạ Lưu Vân ở đây thì thầm với tôi trong một thời gian dài, tất nhiên cô ấy hiểu được kế hoạch của ông ta. Mộ Dung Tiên Tử, không biết tiên đạo muốn tìm gì ở quy khư vậy? Tạ Lưu Vân hỏi, ma đạo muốn bản thân quy khư, nhân đạo lại muốn hồn của cung công đây đều là hai cơ duyên lớn của thiên đạo tiền đạo ta nếu muốn không tranh đoạt với hai nhà các ngươi thì chỉ còn sót lại lựa chọn cuối cùng mộ dung nguyên duệ nói cô muốn gì tôi hỏi ta muốn núi bất chu lời này vừa nói ra tạ lưu vân lập tức thay đổi sắc mặt có vô số cơ duyên ẩn giấu trong quy khư này cơ duyên lớn nhất cũng chỉ có ba thứ này bản thân quy khư linh hồn của cung công núi bất chu trong số đó bản thân quy khư được coi là cơ duyên lớn nhất nhưng rất khó để chinh phục được quy khư quy khư có ý chí riêng của mình ngay cả khi tôi chinh phục tất cả chúng sinh hồng hoang bằng thanh anh hùng chi kiếm nếu cuối cùng tôi không nhận được sự công nhận của ý chí thế giới quy khư thì cũng công cốc mà thôi đây là một canh bạc nhưng ma đạo không còn lựa chọn nào khác linh hồn của cung công cũng là một cơ duyên lớn vị thần thượng cổ cung công là một cường giả đã từng cùng thiên đạo tranh đoạt qua cái gọi là linh hồn của cung công chỉ là di trúc mà cung công để lại sau khi chết cung công Thủy thần vì nổi giận đánh vào núi Bất Chu, ý chí của ông ấy ngay cả thiên đạo cũng phải tránh xa, nếu có thể luyện hóa và thu phục linh hồn của cung công, khí số của nhân đạo chắc chắn sẽ tăng vọt lên gấp đôi. Nếu vậy thì, sự trỗi dậy của nhân tộc sẽ trở thành một sự việc không thể nghịch chuyển được nữa, thậm chí có thể so sánh với sát phá lang tam phương tứ chính. Tuy nhiên, giả sử tiên đạo có được núi Bất Chu, ý chí của thủy thần cung công sẽ bị áp chế hoàn toàn, bởi vì cung công vì tức giận mà đánh núi Bất Chu và tự sát mà chết mộ dung nguyên duệ làm gì không tranh giành linh hồn của cung công với nhân đạo chứ mà định sử dụng núi bất chu để trực tiếp nghiền nát khí số nhân đạo kia đó là lý do tại sao khuôn mặt của tạ lưu vân lại khó coi đến vậy ma đạo yếu thế nhân vật chính của trận tranh đấu sau khi thời đại mặt pháp kết thúc là nhân tiên hai đạo thân là ma đạo tổ sư tôi đương nhiên vui mừng khi thấy nhân tiên hai đạo đối đầu nhau trong quy khư rồi lý do tại sao họ lại để mặc ma đạo mà không làm gì một là vì thế giới quy khư rất khó chinh phục thế giới quy khư có ý chí của riêng mình. Hai là do bản thân quy khư chắc chắn đứng ở phía đối nghịch với thiên đạo, dù sở hữu năng lực lật ngược thế cờ, thì họ cũng không dám lấy. Nói không chừng, đợi sau khi thiên đạo thoát khỏi thảm họa, sẽ dùng lôi đình mà tiêu diệt toàn bộ quy khư. Ngay cả khi bổn tôn thiên đạo không ra tay, chỉ cần dỡ bỏ lệnh cấm thiên tôn tiến vào quy khư, thì quy khư sẽ trần trụi trước tai mắt của tam giới, trở thành mục tiêu nhắm đến. Mà mấu chốt nhất chính là, quy khư không thể cùng thế giới bên ngoài dung hợp với nhau, nhiều nhất cũng chỉ giống như là nơi tị nạn mà thôi, đối với cuộc chiến tranh giành của tam đạo sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc cũng không có ích lợi gì. Chúng sinh hồng hoang không tu đạo, mà đạo muốn giáo hóa bọn họ trở thành đệ tử ma đạo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều mà thành được. Tạ Lưu Vân muốn hợp tác với ma đạo, tiền đạo và ma đạo không có xung đột đương nhiên cũng có dự định hợp tác, như vậy, ma đạo của tôi một lần nữa có được lợi thế từ việc duy trì trung lập. Lúc này, nguy hiểm trong vực sâu Hồng Lư đã được loại bỏ, cao nguyên chết chóc trở thành bình địa, hai đại quân của nhân, tiên hai đạo không còn bị cản trở, có thể tự do đi lại trong thế giới hồng hoang thất lạc của quy khư. Nhưng khi đại quân của nhân, tiên hai đạo đi đến phía đối diện của vực sâu Hồng Lư, cố gắng tìm lối vào thế giới hồng hoang, một vòng pháp trận dịch chuyển hư không tức thời đã phá vỡ huyến tưởng của nhân, tiên hai đạo. Quy khư nuốt chừng nước biển của thiên hạ, thế giới bên trong cũng bị nước biển bao vây thế giới hồng hoang thất lạc bị chia thành vô số mảnh lục địa trôi nổi trên biển, tách biệt với vực sâu hồng lư. Biển cả rộng mênh mông vô tận, và lại cấm kỵ việc ngự không phi hành, nếu muốn đến thế giới hồng hoang thất lạc, cách thuận tiện nhất chính là sử dụng vòng pháp trận dịch chuyển hư không tức thời này. Truyền thống là ngẫu nhiên, không ai biết sẽ dịch chuyển đến nơi nào, quan trọng nhất là mỗi lần chỉ có thể dịch chuyển một người. Theo cách này, quân đội dù được tổ chức tốt đến đâu, thì sau khi đi qua vòng dịch chuyển cũng sẽ bị phân tán rời rạc, không thể phát huy được quân uy của mình. Tiên đạo và nhân đạo đối chọi gay gắt, giả sử không may một đệ tử nhân đạo bị truyền đến một đám đệ tử tiên đạo, vậy sẽ là một điều bất hạnh thực sự. Chương 502: Bước vào hồng hoang hai. Trước đây khi giao chiến ở Đông Hải, hai nhà đã tích lũy vô số mối thù truyền tiếp, hiện nay hai nhà đã mất đi cơ sở để hợp tác, một trận huyết chiến là điều khó tránh khỏi. Mặc dù Tạ Lưu Vân có tài chiến lược vô song, nhưng ông ta không thể nghĩ ra một ý tưởng hay nào cuối cùng ông ta phải thương lượng với mộ dung nguyên duệ lần nữa. Cuối cùng, song phương đi đến nhất trí, đại quân nhân, tiên hai đạo tạm thời không động thủ, mỗi bên dẫn theo mấy chục cao thủ đỉnh cao dịch chuyển đến hồng hoang. Cao thủ đỉnh cao không dễ giết, như vậy có thể tránh được quá nhiều thương vong không cần thiết. Thấy nhân, tiên hai đạo đang vắt óc đề phòng lẫn nhau, mà đạo của tôi lại thành thơi vui vẻ. Bởi vì hai người bọn họ cũng sẽ không chủ động ra tay với ma đạo, nếu không ma đạo sẽ trợ giúp đối phương. Thời gian khởi hành được ấn định là hai ngày sau, trên cao nguyên chết chóc, không chỉ có người trong ma đạo của tôi bị thương nặng, mà nhân, tiên hai đạo lại còn thảm hơn, cần một thời gian mới có thể hồi phục. Vết thương của ngạo phong thực sự rất nghiêm trọng, nhưng may mắn thay, mộ dung nguyên duệ vì thể hiện sự yêu ái của mình với ma đạo, đã cho chúng tôi một cây long diên thảo khác để khiến cậu ấy hồi phục sinh cơ. Mà vết thương của bạch vô nhai đã được chữa lành nhờ long hổ cửu chuyển kim đan do tạ lưu vân đưa cho. Thấy vậy tôi lại có chút buồn cười, không ai có thể ngờ rằng hành trình quy khư của ma đạo lại thuận lợi như vậy khiến cả nhân tiên đều phải chiếu cố thời gian hai ngày chỉ bằng một cái búng tay đã trôi qua vào ngày này ba bên đã đứng trước vòng pháp trận dịch chuyển làm công tác chuẩn bị cuối cùng dịch chuyển đến một khu vực hồng hoang đầy ẩn số là một việc vô cùng nguy hiểm điều này chỉ cần nhìn vào sức chiến đấu của những hung hồn trong vực sâu hồng lư là biết được mặc dù phần lớn tinh nhuệ của hồng hoang đã bị chôn vùi trong vạn tộc cổ chiến trường nhưng không ai có thể đảm bảo liệu vài nghìn năm sau sẽ có một thế hệ cường giả mới hay không. Ma đạo chỉ có 7 người, dù nguy hiểm cỡ nào cũng phải xông pha. Hiện tại, người có chiến lực mạnh nhất trong 7 người của Ma đạo là Thùy Hỏa, kế hoạch của cô ấy là ngay sau khi dịch chuyển tức thời sẽ bắt đầu ngay cuộc chiến trinh phạt, những người còn lại sẽ tìm cô ấy để đoàn tụ ngay khi họ nhận được tin tức của cô ấy. Tôi có Thiên Đạo Đoạn Kiếm, chính là cái gọi là anh hùng chi kiếm thời hồng hoang, sau khi dịch chuyển sẽ có hai kết quả cực đoan hoặc là được nhân tộc hồng hoang xem như anh hùng mà tôn sùng, hoặc là trở thành mục tiêu sự chỉ trích của đám đông, bị tập thể vây công. Dù là đãi ngộ nào, cũng không phải là thứ tôi có thể lựa chọn được. Sau khi tất cả các bên thảo luận, hàng chục cao thủ đỉnh cao nửa bước thiên tôn của tiên đạo bước vào vòng pháp trận dịch chuyển trước. Trước khi đi vào, mộ dung nguyên rưỡi còn quay đầu nhìn tôi thật sâu, ánh mắt ám muội bất minh, khiến thủy họa giận dữ chừng chừng nhìn tôi. Sau tiên đạo là nhân đạo, cuối cùng là ma đạo chúng tôi hai đại sát thần liên tiếp bước vào, theo sau là Kiêm Hà, A Lê và Ngạo Phong. Tạ Lan, Quy Khư là cơ duyên của ma đạo, anh hùng chi kiếm chính là cơ duyên để anh chứng thiên tôn. Em rất mong chờ anh thành tựu thiên tôn, trợ giúp tuyết dương ngừng tụ thức thần. Thùy Họa nói, anh biết, anh hùng chi kiếm mặc dù là một thanh kiếm gãy của thiên đạo, nhưng uy lực của nó vẫn cao hơn so với kiếm vấn thiên của tôi. Tôi không chỉ giải phóng kiếm khí lưu hình một cách trơn tru không bị cản trở, mà những phù văn màu đen trên thân kiếm còn có thể giúp tôi hiểu thêm sâu sắc ý nghĩa của ma kiếm. Năm đó mà đạo tổ sư chính là dựa vào ma kiếm chứng được thất sát chi đạo viên mãn và chứng thiên tôn, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi cùng ông ấy sẽ giống nhau như đúc. Để ngưng tụ thức thần cho tuyết xương cần phải được thực hiện trong huyền quan của thiên tôn. Chỉ khi tôi chứng được thiên tôn, cô ấy mới có cơ hội trùng sinh. Nghĩ về cô ấy, trong lòng tôi tỏa ra sự nhu tình vạn trường. Rất mong đợi được gặp cô ấy ở thế giới bên ngoài, ôm cô ấy vào lòng. Thùy Họa đi trước, sau đó tôi cũng bước vào vòng pháp trận dịch chuyển. Truyền tống trong hư không, thức thần bị phong bế, vô minh vô ý thức, không thể cảm nhận được một tia tồn tại nào. Cũng không biết qua bao lâu, khi tôi lần nữa hồi phục lại ý thức, thân thể của tôi đã xuất hiện tại một mảnh sơn cốc yên tĩnh. Có những cụm hoa và cây cối xanh tươi, hương thơm hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, hai mùi hương hòa quyện vào nhau khiến lòng người mê mẩn không thôi. Dù không có màn sương tiên mịt mờ hay tiên khí bay bay nhưng nơi đây vẫn đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi hít một hơi thật sâu, thập phần say đắm, may mắn thay vị trí tôi dịch chuyển đến cũng không tệ. Tạ Lan, xem ra chúng ta thật có duyên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi quay lại và bắt gặp một đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm vui. Chương 503, Tương Liễu tri Nữ 1. Vạn lần cũng không thể ngờ rằng tôi sẽ dịch chuyển đến cùng một địa điểm với Tạ Lưu Vân. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta là trong chấn hồn quan, ông ta mang theo một lá cờ chiêu hồn của nhân đạo đang chơi cờ với ma đạo tổ sư. Ông ta từ tốn nhau nhã, y phục trắng muốt như tuyết, vừa hay đối lập với đạo bào màu đen của ma đạo tổ sư, không hề yếu thế hơn chút nào. Tạ Lưu Vân đã chuyển thế nhân gian nhiều lần, mỗi một thân phận đều có thể được xem như một truyền kỳ của đạo môn trong thời đại mặt Pháp. Nếu bỏ qua ân oán của số mệnh sang một bên, chỉ ông ta mới xứng đáng được xem như một nhân vật xuất chúng trong đạo môn sát phá lam tam tinh tự có truyền thừa riêng mộ dung nguyên duệ là cử thiên huyền nữ tái sinh tạ lưu vân chẳng có gì cả hết thảy đều dựa vào tài năng cùng nỗ lực của chính mình đây là một người vô cùng đáng kính ngưỡng khó trách tại sao ông ta lại là người duy nhất có tư cách ngồi trên bàn cờ trong thời đại mặt pháp này thay mặt thiên đạo đấu với ma đạo tổ sư ở thế giới bên ngoài chúng tôi vẫn có thân phận riêng của mình không thể thản nhiên hòa thuận với nhau giờ phút này chỉ có mỗi hai chúng tôi ở đây đôi bên đều buông bỏ lo lắng và phòng bị đồng thời nở ra một nụ cười thoải mái nhẹ nhõm thế giới hồng hoang ở quy khư rất rộng lớn chúng tôi là những người xa lạ ở một vùng đất xa lạ có thể gặp được nhau quả thực là một loại duyên phận tam đạo xung đột chỉ do giáo lý khác nhau giữa các bên cũng không có sự thù hằn lớn lao gì ma đạo không phải ma không mâu thuẫn xung đột gì với nhân đạo nơi này là ở đâu tôi hỏi ta so với người chỉ tới sớm một chút cũng không biết đây là nơi nào cùng nhau đi một đoạn xem sao được, mặc dù sơn cốc này cây cối tươi tốt nhưng lại yên tĩnh đến sợ. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng, ngoài gió thổi lá bay thì cũng không có tiếng gì nữa. Đang dảo bước đi thì nghe phía trước truyền đến tiếng nước chảy róc rách, đồng thời ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tôi và Tạ Lưu Vân nhìn nhau, thu liếm thần trí, cẩn thận từng tí một lần theo mùi máu mà thăm dò. Đi được nửa dặm đường, chúng tôi đến bên cạnh một mép ao nơi những dòng nước hội tụ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi dùng mình nước hồ trong vắt đã nhuốm đỏ máu dưới nước trên bờ còn lưu lại hàng chục xác rắn lớn chiều dài thân thể từ năm sáu thước đến bảy tám trượng cũng có cơ thể của con rắn có màu xanh ngọc lục bảo tương phản với màu đỏ của máu trông đặc biệt gây sốc điều gây sốc nhất là một số xác rắn này rõ ràng thoái hóa biến đổi từ hình người mà thành nửa thân dưới là rắn nhưng thân trên lại là người ngay cả ngũ quan cũng không khác gì con người thậm chí còn đẹp hơn người vài phần bọn họ là xạ yêu hà tôi hỏi không phải nếu như là xạ yêu sau khi chết thì phải hiện nguyên hình đây hẳn là tộc tương liễu của hồng hoang tạ lưu vân nói theo truyền thuyết của sơn hải kinh tương liễu là một trọng thần của thủy thần cung công từng cùng với cung công tranh đấu với nhân tộc dưới trướng tử thần tộc tương liễu sinh ra là thân rắn lớn lên dần dần biến thành người đây là nguyên do từ huyết mạch không phải tu luyện là ai đã giết họ tôi lại hỏi khi quy khư nuốt trừng hồng hoang thượng cổ xảy ra sau khi cung công nổi giận đánh vào núi bất chu, các thần tử của ông ấy phải chịu sự đuổi giết của nhân tộc dưới trướng bốn vị thần khác thời hồng hoang. Từ những vết thương trên cơ thể của những người tộc tương liễu mà đánh giá, thì họ đều chết dưới loạn lạc binh đao canh kim. Những người giết họ át hẳn là người kim tộc. Đại hoang phân làm năm tộc, tương ứng với ngũ thần hồng hoang. Thờ phụng cung công là thủy tộc, còn thờ phụng sự thu hoạch được gọi là kim tộc. đã ngàn vạn năm kể từ khi hồng hoang thượng cổ bị quy khư nuốt lấy lẽ nào ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa dứt sao? Tôi hỏi, có một số thù hận không thể nào quên, có lẽ bọn họ cũng giống việc tam đạo tranh đấu nhau vậy, thân bất do so kỳ, chỉ cần bọn họ không diệt vong, thì chỉ có thể chiến đấu vĩnh viễn. Tạ Lưu Vân nói, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, xem ra thiên đạo không nơi nào là không có. Tôi nói, không phải thiên đạo, người đã quên rồi sao, thế giới quy khư có ý chí của riêng mình, ý chí này tuyệt đối không bị thiên đạo khống chế, nếu không sẽ không có việc quy khư xuất thế, âm dương đảo loạn, thiên đạo cũng bị cuốn vào kiếp nạn rồi. Đang lúc nói chuyện, thì đột nhiên cảm thấy sâu trong sơn cốc có một luồng gió quỷ dị thổi tới, cỏ cây lay động xào sạc. Trong làn gió thanh tưởi chứa đầy sát cơ, ẩn giấu chất độc có thể trực tiếp ăn mòn thần hồn. Tạ Lưu Vân ngay lập tức thi triển chú Long Hổ Kim Quang Sơn để hộ thể, ông ta đạo Pháp sâu sắc, có thể chống lại sự xâm nhập của chất độc bằng thần thuật chú ngữ. Tôi không có bản lĩnh như ông ta, chỉ còn cách nuốt viên tuyết phách thanh linh đan mà tôi có được từ chỗ mộ dung nguyên duệ. Sau khi nuốt viên đan dược xuống, cơ thể cảm thấy mát lạnh, nhưng thức thần vẫn bị ảnh hưởng bởi chất độc, chóng mặt, đau đầu, tức ngực không thôi. chương 504, Tương Liễu Chi Nữ 2 Thấy vậy, tôi chỉ còn cách tách lấy một tia ánh trăng từ huyền quan để trực tiếp bảo vệ thức thờ bản chất của việc chất độc mục giữa thần hồn là sự xâm lấn của tà ác từ bên ngoài. Ánh trăng của Thái Cổ Nguyệt Ma không chỉ có thể khôi phục thần niệm, mà còn có thể thanh tẩy sự xâm lấn của tà ác bên ngoài mà thần niệm phải gánh chịu. Sau đó tạ Lưu Vân và tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào sâu trong sân cốc, hướng về một nhóm người tương liễu bước ra từ đó. Hầu hết họ đều trông giống con người, nam thì anh Tuấn và nữ thì quyến rũ, mặc quần áo của con người, màu đỏ tươi và xanh lá đậm. Cũng có một ít nửa người nửa rắn, nửa thân trên là người còn nửa thân dưới là rắn, dùng đuôi rắn bỏ trườn vặn vẹo trên mặt đất, tiếng sột soạt là do vải rắn trên cơ thể của họ và thảm thực vật trên mặt đất ma sát với nhau tạo thành nửa người nửa rắn không mặc quần áo của con người nửa phần thân trên không kể giới tính cũng đều trần truồng làn da trắng nõn như mây trên ngực thiếu nữ ưỡn ra hai bầu trăng sáng toát lên vẻ xinh đẹp lạ thường thủ lĩnh là một nữ tử mặc áo choàng sặc sỡ màu sắc dáng người xinh đẹp hai con rắn nhỏ màu ngọc lục bảo đang cắn vào giái tai sự tức giận khiến hai bên mày của nữ tử cau lại nhưng tình cảm trong mắt vẫn còn đó, khiến tâm tình người nhìn cũng dập dìu theo. Sáng sủa như mây ngũ sắc, tối như màn sương u ám, cứ do dự không nói, sát ý ẩn chứa trong sự dịu dàng thay đổi không ngừng. Lộng lẫy, quỷ quyệt, dường như chỉ cần một chút không cẩn thận thì có thể bị nuốt chửng đến xương cũng không còn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Liễu Chi Nhung, tương Liễu chi nữ, chỉ mới lần đầu tiên cô ấy đã để lại cho tôi ấn tượng như vậy. Rất nhanh, tộc nhân Tương Liễu đã đến cạnh ao, nhìn thấy xác chết khắp nơi. Sắc mặt buồn bã, lửa giận càng lớn, dồn hết sát khí lên người tôi cùng Tạ Lưu Vân. Vũ khí của tộc Tương Liễu là roi dài và phương thức tấn công của họ chủ yếu là dùng độc, có thể ăn mòn xuyên cả núi và đá. Thấy vậy, Tạ Lưu Vân đã tế xuất 3 đến 5 cặp thư hùng hung kiếm, tôi cũng rút thanh anh hùng chi kiếm, sẵn sàng giải phóng hình kiếm khi bất cứ lúc nào. Đại chiến sắp nổ ra, chỉ còn chờ mệnh lệnh của nữ tử cầm đầu tộc Tương Liễu mà thôi. Nữ tử trầm mặc một lát, dứt khoát nói, không phải bọn họ giết chưa mở lời đã động lòng người rồi cất lời liền giống như chim vàng anh du dương làm say đắm lòng người nghe cô ta nói không phải chúng tôi giết bọn họ sát khí của tộc nhân tương liễu đã yếu đi phần nào nhưng độc thì vẫn còn thánh nữ không là họ thì còn là ai nữa ai đó hỏi xét từ vết thương mà nói hẳn là người kim tộc tộc kim đáng hận chúng ta đã ở ẩn rồi chẳng lẽ bọn chúng còn muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao ngàn năm nay bọn chúng không phải đều đang làm vậy sao Ai bảo trong cơ thể chúng ta đang chảy dòng tội nghiệt đếm không xuể chứ, nếu không phải vì tổ tiên chúng ta thì Hồng Hoang cũng sẽ không bị Quy Khư nuốt chừng. Nói xong, nữ tử đi tới chỗ chúng tôi, nhìn tôi và Tạ Lưu Vân, nhẹ giọng hỏi các ngươi là ai? Tại sao ta không cảm nhận được ngũ hành chi khí trên cơ thể các ngươi? Nhân tộc Hồng Hoang Quy Khư dựa trên tín ngưỡng của bản thân được chia thành 5 chủng tộc lớn lần lượt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi người khi sinh ra đều có ngũ hành chi khí của chủng tộc mình. Tộc tương liếu cũng thuộc trong phạm vi thủy tộc, thứ chảy trong cơ thể họ là quý thủy chi tức Là hơi thở của quý thủy, mãi cho đến khi hoàng đế đánh bại si vu, thống nhất hồng hoang, ngũ hành chi khí mới hoàn toàn dung hợp với thiên đạo và biến mất. Từ đó trở đi, năm vị thần không thể can thiệp vào nhân tộc hồng hoang, trao quyền quản lý lại cho thiên đạo. Thủy thần cung công, ngay từ đầu chiến đấu chống lại thiên đạo, thực ra là do ông ta không muốn giao ra quyền quản lý thủy tộc. Nữ tử hỏi thân phận của chúng tôi, trong lúc vội vàng tôi không biết trả lời thế nào, nên ngước mắt lên nhìn tạ Lưu Vân. Luận về sự tháo vát và kinh nghiệm tôi không bằng ông ta, tôi muốn xem ông ta trả lời thế nào. Tạ Lưu Vân thu hồi cặp kiếm thư hùng, không người hành lễ, thẳng thắn nói, gặp qua thánh nữ, bọn ta không đến từ thế giới quy khư, bọn ta đến từ đại thế giới của nhân gian. Cái gì, nữ tử kinh ngạc kêu lên, sắc mặt cô ấy trong phút chốc thay đổi liên tục. Không chỉ mỗi cô ấy thay đổi sắc mặt, những tộc nhân khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau khi kinh ngạc qua đi để lại sự hoang mang. Xin hỏi, Quy Khư đã xuất thế rồi sao? Một thành viên của tộc tương Liễu run giọng hỏi tôi. Đúng vậy, Quy Khư đã thực sự xuất thế rồi. Tôi đáp, Quy Khư xuất thế, đảo loạn âm dương, giải trần oan tình, cung công phục sinh. Cả tộc tương Liễu chúng ta, cuối cùng cũng không cần phải trốn tránh nữa. Nữ tử nói to, nước mắt như dòng sông vỡ bờ, tuôn rơi theo lời nói hỗn loạn của cô ấy. Trường 505, Vạn Cổ Kỳ Oan một vào thời hồng hoang thượng cổ khi thiên đạo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì bắt đầu thiết lập trật tự cho vạn tộc hồng hoang sau khi chứng kiến sức mạnh thiên đạo giết chết thái cổ thần ma của tam giới vạn tộc đều quy hàng các vị thần thượng cổ mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám trái ý thiên đạo vào thời điểm đó tam đại thần thú hỗn độn đã bị trục xuất tổ long hiển hóa tại núi côn lôn và kim thần nhục thu đi đầu trong việc thần phục thiên đạo tại côn lôn sau đó hỏa thần trúc dung quy thuận rồi mộc thần cú mang quy thuận khi đến lượt thổ thần, hậu thổ nương nương tỏ thái độ mập mờ không quyết, đưa ra một yêu cầu với thiên đạo, bà sẵn sàng giao quyền cai quản thổ tộc nhưng bản thân sẽ không lên thiên đình mà phụng mệnh trời. Thổ tộc là đệ nhất đại tộc hồng hoang, thiên đạo không có ý đe dọa họ. Sau khi hậu thổ nương nương trao quyền kiểm soát thổ tộc, bà đã đi sâu vào nơi cửu u cực hàn chi địa, chính mình diễn hóa 6 lần luân hồi, mở ra minh giới cho nhân gian. Từ đó về sau, chỉ cần minh giới không bị hủy diệt, thì thần vị hậu thổ nương nương sẽ không bao giờ bị chấm dứt. Đợi khi Thiên đạo phát hiện ra rằng hậu thổ nương nương đã nằm ngoài tầm kiểm soát thì cũng đã quá muộn để hối hận. Thiên đạo thực sự e ngại trước sự tồn tại của minh giới, bởi vì có minh giới thì sẽ có luân hồi giữa sự sống, điều này không có lợi cho việc kiểm soát chúng sinh. Nhưng vì minh giới đã mở ra thì không thể đóng lại được nữa, nếu không nhân gian sẽ sụp đổ vì không chịu nổi lực của nhân quả. Ông ta chỉ có thể an bài thần vị cho âm ti hai mặt ông ta giám sát minh giới, trong số đó, Bắc Âm Phong Đô đại đế, Thập Điện Diêm Vương cùng Lục Đạo giám sát sứ đều là thần vị do thiên đạo định ra. Còn về chức vị Ngũ Phương Quỷ Đế, được hậu thổ nương nương lập ra. Vô số ngàn năm sau đó, các bộ của Âm Ti đã được hợp nhất thành hệ thống Âm Ti, lúc này thiên đạo đã hoàn toàn trưởng quản thế giới này, không còn can thiệp cụ thể vào công việc của Âm Ti nữa.